chương 1740, thắng trí tôn, keng, lại giao phong một lần nữa, nghệ phong và hồng thánh đồng thời văng ngược lại, thân ảnh hai người lướt qua tạo thành hai đạo quang mang trên hư không, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Khóe miệng nghệ phong có một tia máu tràn ra, cánh tay rung động lợi hại, gân xanh trên cánh tay bạo động, tay áo sớm đã bị chấn nát. Mà cánh tay hồng thánh cũng rung động không thôi, ánh mắt âm trầm nhìn nghệ phong. Rất đáng tiếc, ngươi không giết được ta. Nghệ Phong cười lạnh nhìn Hồng Thánh, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Trong mắt Hồng Thánh tràn đầy vẻ âm trầm, đúng như Nghệ Phong nói, tuy hắn có thể chiếm thượng phong, nhưng muốn giết Nghệ Phong lại rất khó, đạt tới cấp độ này, muốn chém giết đối phương không phải là chuyện đơn giản, cho dù hắn chiếm thượng phong cũng vẫn không thể làm được. Hồng Thánh nhìn Nghệ Phong, thở ra một hơi, đấu khí mau chóng điều hòa cánh tay đang chấn động của hắn, lập tức nhìn Nghệ Phong, hừ lạnh nói. Nghệ Phong, người cũng đừng đắc ý, ta không giết được ngươi, nhưng không giết được nữ nhân của ngươi sao nói xong ánh mắt hồng thánh chuyển rời đến trên người yêu hậu rất hiển nhiên hắn bị nghệ phong bước lui bắt đầu bất chấp thân phận trí tôn yêu hậu thấy ánh mắt hồng thánh chuyển hướng nàng trong lòng hơi kinh hãi trong mắt mang theo vẻ giật mình rất hiển nhiên yêu hậu chứng kiến công kích vừa rồi biết mình muốn ngăn cản một chiêu của trí tôn là hầu như không có khả năng nghệ phong nhìn yêu thánh khóe miệng mang theo miệt thị nói không giết được ta vậy ngươi thì càng đừng vọng tưởng động đến nàng thân ảnh nghệ phong bay đến trước người yêu hậu ngăn ở trước mặt. Yêu hậu, xoay người nhìn yêu hậu khẽ cười cười nói. Tin tưởng ta, yêu hậu nhìn nghệ phong cười cười, hoảng sợ trong lòng rõ ràng lắng xuống, nhìn nghệ phong gật đầu nói. Người cẩn thận một chút, nghệ phong gật đầu, nhìn hồng thánh nói. Vừa rồi chưa đánh đủ, lại đến một hồi như thế nào? Hồng thánh nhìn yêu hậu sau lưng nghệ phong, hừ một tiếng nói. Ta lại muốn nhìn, người có thể bảo vệ nàng như thế nào? Nghệ phong cười ha ha, đấu khí trong cơ thể bạo phát, phía trên chu tiên kiếm bộc phát ra quang mang khủng bố không gian bốn phía dưới tình huống chu tiên kiếm bạo phát bắt đầu vặn vẹo tạo thành một dòng nước xoáy cực lớn phối hợp với chu tiên kiếm hóa thành một vòng tròn mau chóng phóng về phía hồng thánh dưới dòng nước xoáy hình nón này vận chuyển điên cuồng trở nên càng lúc càng lớn đến cuối cùng không gian mấy ngàn trượng đều bị nó bao phủ hồng thánh đây là một chiêu do ta sáng chế không biết người có thể tiếp được hay không vận tốc vận chuyển của Chu Tiên kiếm trong tay nghệ phong càng lúc càng nhanh, mà toàn bộ không gian theo xoáy chuyển của Chu Tiên kiếm cũng càng thêm điên cuồng. Một chiêu này là do một lần nghệ phong đánh thái cực trong nước, nhìn nước chảy bởi vì thái cực chuyển động mà hình thành một vòng tròn hình dòng xoáy, đột nhiên lĩnh ngộ sáng tạo nên. Không gian làm nước chảy, cũng chỉ có ngũ hành hợp nhất phối hợp Chu Tiên kiếm và nghệ phong đạt tới nhất trí với không gian mới có thể làm được. Không Thánh nhìn không gian hình thành dòng nước xoáy, trong mắt ngưng trọng vạn phần một chiêu này rõ ràng hô ứng toàn bộ không gian, ẩn ẩn có cảm giác khống chế thiên địa, phảng phất giờ khắc này nghệ phong tiến vào hàng ngũ trí tôn, một mảnh thiên địa này đã bị hắn khống chế. Hồng Thánh hít sâu một hơi, cũng không dám tự đại, đấu khí trong cơ thể bạo phát, pháp tắc chi lực trải rộng toàn bộ không gian, lúc pháp tắc chi lực bay nhanh ra, đồng thời toàn bộ không gian tựa hồ bị nó đông lại, toàn bộ lực lượng toàn bộ không gian hội tụ hướng về phía hắn, một mảnh không gian này cư nhiên bị hắn hấp thu không còn một mảnh dưới lực lượng bị cắn nuốt sạch sẽ này, đồng thời lợi kiếm của hắn bộc phát hàn quang vạn trường. Mang theo lực lượng thiên địa, tựa như lực lượng của thần linh, mau chóng chém về phía dòng xoáy không gian của nghệ phong. Oanh, hai người giao phong cùng một chỗ, thân ảnh yêu hậu điên cuồng lui ra ngoài, hai người tựa như hai tinh cầu va chạm, sóng sung kích cực lớn lan tràn ra, không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ, trong khoảng thời gian ngắn đã lan tràn hơn 10 dặm hơn 10 dặm này hoàn toàn lâm vào hắc ám, cho dù là ánh sáng cũng không có biện pháp chạy ra từ trong đó. Dưới lần đối kích mang theo uy lực thiên địa khủng bố này, Nghệ Phong và Hồng Thánh đều văng ngược lại, mà cùng lúc đó, kiếm quang vạn trưởng của Hồng Thánh cuối cùng cũng chiếm được thượng phong nhất định, mang theo dư kình công kích gặp tới Nghệ Phong. Một đạo dư kình công kích này bắn vào thân Chu Tiên kiếm của Nghệ Phong, Nghệ Phong vội vàng ngăn lại, nhưng dư kình vẫn xâm nhập trong thân thể, hắn cũng phun ra từng ngụm máu tươi. Thân ảnh bay ra ngoài, quỳ một chân trên hư không máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng như trước nghệ phong người cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ta hồng thánh cười lạnh nói vậy cũng không nhất định sau khi lời này vừa dứt một đạo kiếm quang khủng bố không biết hình thành khi nào bay nhanh tới từ sau lưng hồng thánh dưới đạo kiếm quang này sắc mặt hồng thánh đại biến đấu khí trong thân thể bạo phát vội vàng ngăn cản một kiếm khủng bố này chỉ là chiêu thức mà nghệ phong sắp xếp kế hoạch hồi lâu làm sao có thể đơn giản bị đối phương phá vỡ một đạo kiếm quang này tránh đi lợi kiếm của hồng thánh thẳng tắp chém vào đấu khí phòng ngự của hồng thánh dưới một kiếm này đấu khí phòng ngự bị kiếm quang bổ nát kiếm quang quét ngang trên người hồng thánh xuất hiện một vết máu cực lớn máu tươi không ngừng tuôn ra dưới tình huống hồng thánh kịch liệt đau nhức thân ảnh bạo lui ra ngoài pháp tắc chi lực bao trùm hắn nhìn thấy vết máu mà giật mình chừng to mắt nhìn kiếm mang vừa mới công kích hắn chỉ thấy phía trước một hồn thể bộ dạng hồn thể giống nghệ phong như đúc nhưng lại nhỏ đi rất nhiều đại khái chỉ có nửa thước, mà trong tay hồn thể, đồng dạng có một thanh chu tiên kiếm thu nhỏ. Hồn thể thật cường hãn, hồng thánh trừng to mắt nhìn hồn thể trước mặt, rất khó tưởng tượng hồn thể của một người lại có lực lượng khủng bố như thế. Hiển nhiên lực lượng hồn thể này mạnh hơn lực lượng hồn thể của hắn. Chỉ là, nghệ phong chưa tới trí tôn, sao có thể có hồn thể cường hãn như thế? Trong lòng hồng thánh kinh hãi giật mình, nghĩ thầm hồn thể của nghệ phong, có lẽ chỉ có vài vị trí tôn gần đầu mới có thể so sánh A. Nghệ Phong thấy phía sau lưng Hồng Thánh có một rãnh máu rất lớn, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hồn thể của hắn từ trước tới nay luôn mạnh hơn người khác rất nhiều, sau khi tiếp nhận truyền thừa của Thánh chủ đời thứ nhất lại càng là khủng bố tới cực điểm. Phối hợp với kiếm linh chu tiên kiếm, tuyệt đối không thể coi thường. Hồn thể không có đủ lực lượng chính diện nghênh chiến với trí tôn, nhưng nếu đánh lén mà nói, vậy là đủ rồi. Trở lại, Nghệ Phong quát to một tiếng, hồn thể bay nhanh vào trong cơ thể Nghệ Phong, Nghệ Phong cười lạnh nhìn Hồng Thánh nói trí tôn cũng không gì hơn cái này đi sắc mặt hồng thánh âm trầm tuy hận không thể chém giết nghệ phong nhưng mà thương thế khủng bố lại khiến hắn thu liếm tức giận thương thế bực này nếu hắn không phải là trí tôn thì đã sớm vẫn lạc nhưng cho dù hắn là trí tôn đối mặt với thương thế như vậy thực lực cũng giảm bớt rất nhiều dù sao thương thế do kiếm linh tạo thành đối với linh hồn hắn cũng có một chút tổn hại chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1741, nàng cũng là nữ nhân. Người đủ âm hiểm, Hồng Thánh nhìn Nghệ Phong, trên mặt tràn đầy sắc thái giận dữ. Nghệ Phong cười ha ha nói, ta không biết ta âm hiểm hay không âm hiểm, nhưng mà ta biết rõ, chỉ cần chuyện tình ta chiến thắng trí Tôn truyền đi, mặt mũi của ngươi sẽ không còn nữa. Trí Tôn đứng hàng chót nhất, đúng là danh bất hư truyền a. Sắc mặt Hồng Thánh biến thành khó coi đến cực điểm, rất hiển nhiên lời nói của nghệ phong kích thích hắn rất lớn. Hồng Thánh hít sâu một hơi, cũng không nói thêm cái gì với nghệ phong nữa, thân ảnh chấp động bay nhanh đi. Hắn biết rõ, lại giao phong với nghệ phong tuyệt đối không đòi được chỗ tốt, ngũ hành chi lực chữa thương thế rất có hiệu quả, tuy nghệ phong bị hắn kích trọng thương, nhưng so với thương thế của mình hiển nhiên nhẹ hơn rất nhiều. Huống chi nghệ phong có lực khôi phục khủng bố, càng đánh càng có hại. Nghệ phong thấy Hồng Thánh rời đi, hắn cũng không ngăn cản. Tuy đánh bại đối phương, nhưng Nghệ Phong rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại hắn có thể đánh bại được Chí Tôn, thế nhưng Chí Tôn đã trọng thương không phải hiện tại hắn có thể chém giết. Mà yêu hậu nhìn Hồng Thánh bại lui, đã sớm ngốc trệ tại chỗ. Trong óc chỉ có một ý nghĩ, Nghệ Phong chiến thắng Chí Tôn, Nghệ Phong chiến thắng Chí Tôn. Trên mặt yêu hậu tràn đầy vẻ rung động, đại lục không ai không biết tin tức này đại biểu cho cái gì, chỉ cần tin tức này truyền ra đại lục, tất nhiên. Sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, mà cổ sóng to gió lớn này sẽ mạnh hơn tất cả phong ba lúc trước. Thậm chí, lúc trước Nghệ Phong buông bỏ vị trí thiếu thánh chủ, tự hủy kinh mạch cũng không bằng tin tức lúc này. Điều này có phải là nói, đại lục xuất hiện một vị trí tôn nữa? Hơn nữa là Nghệ Phong tại thời điểm chưa đạt tới trí tôn, lại có thực lực đánh bại trí tôn vị. Nhìn ta như vậy làm gì? Nghệ Phong nhìn yêu hậu ngơ ngác nhìn hắn, khẽ cười cười. Yêu hậu dùng tay lau máu trên khóe miệng của Nghệ Phong một chút, rất chân thành đánh giá Nghệ Phong một chút nói. Người thật sự là Nghệ Phong, Nghệ Phong kinh ngạc, không nghĩ yêu hậu lại hoảng hốt đến loại tình trạng này nhìn yêu hậu nhún nhún vai nói nàng cho rằng ta là ai nhận được câu trả lời của nghệ phong yêu hậu dùng tay nhéo nhéo mặt nghệ phong động tác này lại khiến nghệ phong không kịp phản ứng yêu hậu sợ hãi kêu một câu đột nhiên nhào vào trong ngực nghệ phong hét lên một tiếng nói ngươi trở thành trí tôn trí tôn a nghệ phong cảm nhận thân thể ấm áp của yêu hậu đặc biệt song phong mềm mại co giãn trước ngực dán vào người trong lòng không ức chế nổi dâng lên một cổ hỏa diễm mãnh liệt nhìn nữ nhân xinh đẹp yêu kiều đến cực điểm này hung hăng vỗ đồn bộ yêu hậu một cái nhìn nàng hung dữ nói đừng dụ hoặc ta nếu không ta sẽ cho nàng phải hối hận yêu hậu cảm giác bộ vị mẫn cảm bị nghệ phong vỗ lúc này mới ngừng lại sự điên cuồng của nàng đồn bộ truyền đến một dòng điện khiến nàng hung hăng cắn bờ vai nghệ phong một cái nói tiểu đệ đệ người thật to gan dám thừa cơ chiếm tiện nghi của ta nghệ phong cố gắng áp chế cảm giác đau đớn trên bờ vai truyền tới Đấu khí mau chóng vận chuyển lên hóa giải, nhìn yêu hậu nói: "Nàng có thể chiếm tiện nghi của ta, vì cái gì ta không thể chiếm tiện nghi của nàng a?" À. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong cười hi hi nói: "Bởi vì ngươi là tiểu đệ đệ." Nghệ Phong nổi giận, nhìn yêu hậu nói: "Ta nhắc nhở nàng một lần nữa, ta đã lớn rồi, phải không? Cho ta xem một chút." Yêu hậu rất lưu manh nhìn Nghệ Phong, một câu nói kia khiến Nghệ Phong khó thở, lập tức nắm lấy tay nàng định bỏ vào chỗ đó. Điều này khiến yêu hậu hoảng sợ tranh thủ thời gian nắm lấy tay Nghệ Phong, liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi là đại đệ đệ. Nghệ Phong nhìn thấy trên mặt yêu hậu đã chuyển thành ửng đỏ, kiều diễm vô cùng, đặc biệt hé ra cặp môi đỏ mỏng cực kỳ mê người. Nghệ Phong vừa mới hơi chút áp chế hỏa khí, lúc này trực tiếp bốc lên lần nữa. Nghệ Phong rất chăm chú nhìn yêu hậu nói. Ta nhớ được, trước đây nàng chiếm tiện nghi của ta, hôn ta hai cái. Yêu hậu nghe được Nghệ Phong nói, cười hi hi nói. Đó là ta ban thưởng ngươi, Ừ, hiện tại ta cũng ban thưởng cho nàng. Nghệ Phong nhìn yêu hậu, rất chân thành nói. Nói xong, Nghệ Phong đột nhiên cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của yêu hậu. Ngô, yêu hậu thật không ngờ Nghệ Phong to gan như vậy, nàng không kịp phản ứng, đã bị Nghệ Phong xâm nhập trong miệng. Nghệ Phong xâm nhập trong miệng yêu hậu, có chút tham lam hôn yêu hậu. Thầm nghĩ mỗi ngày nữ nhân dụ hoặc này khi dễ hắn, nếu không để cho nàng một chút giáo huấn, thật sự coi mình là liếu hạ huệ, là tiểu hài tử xấu xa vô hại năm đó. Yêu hậu bị nghệ phong hôn, ánh mắt của nàng trừng thật to, nàng cũng thật không ngờ nghệ phong sẽ như thế, khiến nàng trở tay không kịp, dẫn đến một màn này. Yêu hậu có thể cảm giác được nghệ phong vô cùng tham lam, mà khiến yêu hậu có chút xấu hổ là, nàng rõ ràng không tự chủ được phối hợp với nghệ phong, giống như không phản cảm đối với việc nghệ phong làm như vậy. Thân thể không kìm lòng được có một ít phản ứng, mà yêu hậu phối hợp, giống như càng khiến nghệ phong nhắc lên dũng khí vô hạn, tay đột phá quần áo của yêu hậu, Tiến vào trong thân thể xinh đẹp đẫy đà của Yêu Hậu, khiến Nghệ Phong có chút vui đến quên cả trời đất. Tay của Nghệ Phong một đường trèo lên, rất nhanh tiếp xúc cái bụng trắng mịn phẳng lì của Yêu Hậu, dưới tình huống Nghệ Phong không kìm lòng được vuốt ve, rốt cục Yêu Hậu kịp phản ứng, dùng hàm răng cắn môi Nghệ Phong một cái. A, à, Nghệ Phong đau đớn buông môi ra, Yêu Hậu nhìn vết máu thẩm chảy trên đầu lưỡi Nghệ Phong, sắc mặt càng đỏ hồng, trừng mắt nhìn Nghệ Phong, sau gió nhìn cách tay của Nghệ Phong trong quần áo của mình vội vàng ngăn chặn tay nghệ phong còn đang di động mang theo thanh âm rung động nói cứ như vậy đừng nhúc nhích nghệ phong nhìn bộ dáng yêu hậu lúc này yêu hậu càng thêm mị hoặc ngàn vạn nghệ phong ôm yêu hậu đang có chút run rẩy đè nặng lỗ tai yêu hậu nói đại đệ đệ muốn làm thì sao bây giờ yêu hậu nghe được nghệ phong nói tâm thần và thân thể cũng không nhịn được run lên càng cảm giác được một chỗ trên thân thể nghệ phong đè nặng thân thể của nàng yêu hậu cố gắng dẹp loạn nội tâm rung động nổi lên trong lòng nàng Nhìn Nghệ Phong nói, "Ta là sư tôn của Đại Nhi." Nghệ Phong hơi sững sờ, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nhìn Yêu Hậu nói, "Nhưng nàng cũng là nữ nhân." Một câu nói kia của Nghệ Phong khiến Yêu Hậu bấy lâu vẫn luôn áp chế dục vọng, rốt cuộc không ức chế nổi, nguyên bản đè nặng tay Nghệ Phong dần dần nới lỏng ra, một câu này là muốn lừa gạt Nghệ Phong, cũng là để lừa gạt mình, nhưng khi ý nghĩ này không còn tác dụng nữa, phòng ngự của Yêu Hậu triệt để buông ra. Nhìn Yêu Hậu chủ động hôn hắn, Nghệ Phong càng không áp chế nổi hai người lại có chút hít điên cuồng, không biết là bởi vì nguyên nhân thân phận của hai người, hay là lúc trước áp chế cảm tình, giờ phút này bạo phát ra càng hung mãnh dị thường. Quần áo hai người cứ như vậy bị xé nát, sau khi nghệ phong bố trí kết giới, toàn bộ không gian bị che kín. Chỉ còn lại có thanh âm rên rỉ không, ngừng, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1742, người có phải cảm thấy rất đắc ý đúng không? Yêu Hậu nhìn chỗ kia của mình mang theo vết máu sưng đỏ, có hận ý nhìn Nghệ Phong, người này thật không biết thương hương Tiếc Ngọc. Nghệ Phong cảm giác rất ủy khuất, hắn nhìn Yêu Hậu nói: "Ta nói qua cho nàng ta là đại đệ đệ, hơn nữa điều này cũng không thể trách ta." Nghệ Phong không có ý tứ nói, là chính nàng một mực nói muốn. Phi, sắc mặt Yêu Hậu có chút phiến hồng, đột nhiên nhìn Nghệ Phong nói: "Ta thật không biết tại sao lại nghe chuyện ma quỷ của ngươi." Nhớ tới điên cuồng vừa rồi, trên người yêu hậu xuất hiện vẻ ửng đỏ mê người lần nữa cảm giác hết sức thoải mái khiến yêu hậu không kìm lòng được ôm chặt nghệ phong dán vào ngực nghệ phong đại khái nàng thật không ngờ sẽ có một ngày nàng và tiểu hài tử xấu xa lúc trước đi đến một màn này trở về làm sao ngươi nói chuyện với đại nhi yêu hậu đột nhiên nghiền ngẫm nhìn nghệ phong một câu nói kia khiến nghệ phong rụt cổ nhìn yêu hậu kinh tâm táng đảm nói nếu không ta giao nhiệm vụ gian khổ này cho nàng được không yêu hậu nở nụ cười hi hi hôn nhẹ lên ngực nghệ phong một cái không thể tưởng được người ngay cả trí tôn còn không sợ lại vì chuyện này tạo thành vẻ mặt như thế ta nói cũng được nghệ phong rõ ràng cảm giác được yêu hậu thở dài một hơi bất quá ta sẽ nói người dùng sức mạnh nghệ phong bị yêu hậu lăn qua lăn lại mà mồ hôi lạnh ứa ra lập tức hít sâu một hơi nói nói đi nàng có điều kiện gì yêu hậu cười hì hì nhìn nghệ phong khóe miệng mang theo một tia tiếu dung nghiền ngấm còn chưa nghĩ ra chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết Yêu hậu nhìn nghệ phong quay mặt đi chỗ khác như không để ý tới nàng, nàng dùng môi khẽ hôn trên mặt nghệ phong một ngụm nói. Hi hi, ta cũng không có da mặt dày như ngươi. Thật không biết làm sao bị ngươi lừa gạt, mà xui quỷ khiến trao thân cho ngươi. Nếu chuyển đi sư tôn đoạt nam nhân với đồ đệ, thanh danh của ta sẽ rất xấu. Nghệ phong nghe được yêu hậu nói, đột nhiên ôm yêu hậu vào lòng, dùng đầu đè nặng yêu hậu, rất chân thành nói. Cho dù thật sự có bêu danh, ta cũng sẽ không để cho nàng gánh chịu yêu hậu nghe được nghệ phong nói thân thể rõ ràng nóng lên lần nữa hai tay ôm lấy nghệ phong phun lan nhả khí bên tai nghệ phong nói ta còn muốn còn muốn nghệ phong nhìn yêu hậu mà nao nao yêu hậu dưới tình huống nghệ phong không có cử động không ngờ lại lật mình đè lên người nghệ phong sau khi điên cuồng là phải trả giá thật nhiều trong cơn đau đớn nóng bỏng yêu hậu và nghệ phong ngây người thật lâu ở một chỗ lúc này yêu hậu mới dần dần khôi phục lại mà sau khi yêu hậu khôi phục lại cùng nghệ phong trở về tổng bộ thánh âm tông sau đó liền đẩy nghệ phong ra rất hiển nhiên yêu hậu chưa biết đồng thời đối mặt thi đại nhi cùng nghệ phong như thế nào đương nhiên đối với điểm này nghệ phong cũng không quan tâm hắn và trí tôn chiến đấu một hồi thu hoạch cũng rất nhiều nghệ phong đang muốn bế quan suy tư một chút mà nghệ phong trở lại tội ác chi thành cũng không bao lâu đại lục lại một lần nữa lâm vào trong điên cuồng không biết từ nơi nào truyền ra một tin tức nghệ phong rõ ràng đối chiến với trí tôn hơn nửa tháng hồng thánh Tin tức này giống như cuồng phong bạo vũ khiến tất cả thế lực lớn đều lâm vào trong rung động. Đương nhiên rất nhiều người bắt đầu nghi vấn, rất nhiều người chạy tới hiện trường đánh nhau, bọn họ đến hiện trường đánh nhau, nhìn địa phương này giống như vừa xảy ra tận thế, nguyên một đám bị chấn động đến rung dày. Mà cũng ẩn ẩn tin tưởng nơi này có trí tôn đánh nhau. Mà thời điểm mọi người chú ý nghệ phong và hồng thánh lại phát hiện tội ác chi thành không hề có bất cứ hành động gì, tất cả đều đang trong bế quan. Hai người đều không phát biểu bất luận ngôn ngữ gì. Chỉ có điều, phiên bản tin tức này truyền ra rất đa dạng, khiến rất nhiều người cũng tin tin tức này là thật. Vừa nghĩ tới nghệ phong có thể có thực lực đánh bại trí tôn, tất cả mọi người trên đại lục cảm giác người này chính là một yêu nghiệt. Mỗi một lần truyền ra tin tức của hắn, luôn có thể nghe được chuyện tình thực lực của hắn tăng vọt. Trí tôn A, đây tương đương với thần trong bọn họ, mà tồn tại như vậy lại bị một người chưa tới trí tôn đánh bại. Điều này đại biểu cho cái gì? Nguyên một đám nghĩ vậy, không khỏi cảm giác được trái tim băng giá lẫn hoảng sợ. Đối với tin tức này, Nghệ Phong tự nhiên có nghe thấy, không chút nghĩ ngợi cũng biết là yêu hậu cố ý phát tán ra. Lúc ấy ngoại trừ ba người bọn họ, đã không có người sống. Đương nhiên, đối với tin tức này, Nghệ Phong cũng không kháng cự, để nhiều người biết rõ thực lực của hắn, cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Mà đồng dạng, tin tức này khiến tội ác chi thành lâm vào trong điên cuồng, những võ giả thân thiết với Nghệ Phong trong tội ác chi thành vừa nghe được tin tức này đều mau chóng chạy tới chỗ hắn hỏi rõ thực hư, dưới tình huống nghệ phong cười cười mà không nói gì tỏ vẻ đông tội ác chi thành rốt cuộc triệt để sôi trao tội ác chi thành bọn họ rốt cuộc cũng có trí tôn thuộc về mình nhất cử trở thành một trong những thế lực đỉnh cao nhất của đại lục mà nghệ phong đồng ý khiến đám người yêu ngọc triệt để ngốc trệ ánh mắt nhìn nghệ phong giống như nhìn một con quái vật mà nghệ phong trong tội ác chi thành vẫn đánh thái cực như trước chứ đánh thái cực nghệ phong không có gì khác để làm đối với võ giả bình thường mà nói thấy nghệ phong đánh bài quyền chậm rãi này chưa cảm thấy tân kỳ ra thì không có cảm giác đặc biệt gì khác mà người có thực lực đạt tới cấp độ nhất định lại càng xem càng đắm chìm trong đó lại một ngày sau khi nghệ phong đánh thái cực xong yêu thánh xuất hiện ở bên người nghệ phong nhìn nghệ phong nói người bộ quyền pháp này người học được từ nơi nào ta lại có loại cảm giác không nhìn thấu nghệ phong khẽ mỉm cười nói từ một nơi xa xôi và thần kỳ yêu thánh có chút nhíu mày thấy nghệ phong cũng không muốn nói quá nhiều hắn cũng không tiếp tục đề tài này chỉ có điều, bộ quyền pháp này có thể khiến hắn cũng trầm mê trong đó, không khỏi khiến người ta hoảng sợ. Trên đời này, có thể khiến hắn trầm mê như thế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là công pháp thiên giai đỉnh phong cũng không thể để hắn quá mức để ý. Đã tới cấp độ như bọn họ, chiêu thức đều là vô chiêu thắng hữu chiêu. Người thực sự đánh bại Hồng Thánh, yêu thánh chuyển động con mắt nhìn nghệ phong nói. Ừ, dùng một chút kế, thắng nhỏ một bậc, nếu bằng vào thực lực chân thật, còn kém hắn một ít. Nghệ Phong cười nói, yêu thánh cười nói, thắng chính là thắng, không có mưu kế hay không mưu kế gì cả. Ha ha, ta vốn cho là ngươi sẽ thiệt thòi lớn đối với phương diện lực lượng thiên địa, thật không ngờ ngũ hành hợp nhất của ngươi rõ ràng thần kỳ đến ngay cả lực lượng thiên địa cũng có thể không đếm xỉa tới. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, điều này cũng chưa hẳn nói như vậy, chỉ có điều ngũ hành hợp nhất chính là một loại lực lượng thiên địa khác. Loại lực lượng này, so với bất luận một loại lực lượng đều không kém hơn. Yêu thánh thở nhẹ ra một hơi nói, đáng tiếc ngươi không có pháp tắc bản nguyên, bằng không, bước ra. Một bước kia mà nói, khổ, thực muốn biết một chút, người đạt tới cấp độ này sẽ như thế nào, thần linh, cái từ này ngẫm lại cũng khiến người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1743, Yêu Thánh đề nghị. Phụ thân, nghệ kỳ không đáng yêu, Thiến Nhi ôm Nghệ Phong, nhìn Nghệ Kỳ bĩu môi nói. Nghệ Phong nghe được Thiến Nhi nói mà khẽ cười cười, tự nhiên biết rõ tiểu nha đầu này cáo trạng cái gì. Nguyên nhân là Nghệ Kỳ chơi nước mà không cho nàng chơi, cho nên lúc này mới đến đây cáo trạng với phụ thân. Nghệ Kỳ nhìn Nghệ Phong, cảm giác sợ ủy khuất, nhìn Nghệ Thiến Thiến nói. Nguyệt Di cùng mụ mụ không cho Thiến Nhi chơi nước, Nghệ Phong sờ lên đầu Thiến Nhi, nhìn tần y bên cạnh nói. Tiểu hài tử muốn chơi thì cho chúng nó chơi là được. Lúc nhỏ không chơi tận hứng, từ nay về sau càng không thể tận hứng. Tần y nghe nghệ phong nói, trắng mắt nước mắt nhìn nghệ phong nói. Thiến nhi là một nữ hài tử, đâu có thể chơi trò điên khùng như nam hài tử. Nghệ phong vuốt vuốt đầu thiến nhi, trong tư tưởng của tần y cùng nguyệt nhiên, nữ hài tử hẳn là nhã nhặn, thanh nhã, không thể điên điên khùng khùng như nam hài tử. Nghệ phong quay đầu nhìn nghệ kỳ nói, từ nay về sau muội muội của con muốn chơi cùng con. Con phải mang muội muội chơi cùng, đừng cho nguyệt di cùng mụ mụ biết rõ tiểu thiến cũng đừng có nói với ai tần y nghe được nghệ phong nói mà giờ khóc giờ cười nào có làm cha như vậy hung hăng trợn mắt liếc nhìn nghệ phong quay qua kỳ nhi nói đừng nghe phụ thân con nói hưu nói vượn nghe được tần y nói vẻ hưng phấn của kỳ nhi lập tức biến mất so với nghệ phong hiển nhiên uy nghiêm của tần y trong lòng nó càng thâm sâu hơn ha ha nghệ phong cũng không so đo những chuyện này với tần y nghĩ thẩm thiến nhi biến thành cái dạng gì hắn cũng không muốn quản dù sao có tần y cùng nguyệt nhiên bồi dưỡng Chẳng lẽ sau này còn có thể kém sao? Nghệ Phong hôn trên mặt Tiểu Thiến một ngủ, vừa cười vừa nói. Cha con trong nhà không có địa vị, không tranh thủ được quyền lợi cho các con. Đừng trách ta nha, Thiến Nhi chăm chú gật đầu, vỗ vỗ mặt Nghệ Phong, bộ dáng rất an ủi nói. Phụ thân, Thiến Nhi không trách người, Linh Nhi tỉ tỉ nói, nam nhân sợ lão bà là nam nhân tốt. Nghe được câu này, Tần Y cười hi hi không ngừng. Đặc biệt nhìn cái chán Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh, càng cười vô cùng sảng khoái. Nghệ Phong rất chăm chú nhìn Nghệ Thiến Thiến nói, Thiến Nhi, từ nay về sau cách Linh Nhi tỷ tỷ cùng Đại Nhi A-di xa một. Chút, các nàng sẽ làm hư con đó. Nghệ Thiến Thiến lắc lắc đầu nói, Linh Nhi tỷ tỷ so với mụ mụ và phụ thân thú vị hơn nhiều, Nhi nữ mới không cách xa nàng. Nghệ Phong nhìn Thiến Nhi, cảm giác tội ác tri thành rất có thể tái xuất hiện một nhân vật cấp bậc ma nữ. Dưới tình huống Nghệ Phong và thê nữ vui đùa qua ngày tháng, thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, so với việc đại lục huyên náo, thời gian của nghệ phong trôi qua vô cùng ấm áp và yên tĩnh. Hai phe tiên thánh lẫn đại lục đánh nhau không ngừng tăng lên, nhưng rất hiển nhiên, tội ác Tri thành không có ý tứ gia nhập trong đó, tội ác chi thành như một gói cực lạc không màng thế sự, mặc kệ mọi thứ. Mỗi sáng sớm nghệ phong dậy đánh thái cực như trước, loại kiên trì này khiến chúng nữ đều cảm giác hết sức kinh ngạc, dù sao mỗi ngày muốn từ trong ôn hương Nguyễn Ngọc đi ra, đối với nghệ phong mà nói là quyết định rất khó được. Chỉ là, nghệ phong kiên trì phong vân không trở ngại như vậy điều này khiến chúng nữ vẫn cho rằng nghệ phong cực kỳ mưu cầu danh lợi phải lau mắt mà nhìn mà đồng dạng thời điểm mỗi lần đánh thái cực yêu thánh đều đứng ở một bên quan sát lại là một sáng sớm nghệ phong không ngừng đánh thái cực như trước thái cực của nghệ phong đã cực kỳ thong thả toàn thân giống như dung nhập trong thiên địa cho dù là động tác chậm chạm của hắn cũng khiến người ta cảm giác rất tinh xảo nghệ phong đã không nhanh không chậm lay động cánh tay mà theo nghệ phong vận động hư không dần dần chuyển động theo động tác của nghệ phong mà dưới loại chuyển động này toàn bộ hư không hình thành một dòng xoáy cực lớn mà hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm giác thần kỳ chính là dưới dòng xoáy này cũng không khiến người ta cảm giác có gì kinh ngạc đặc biệt mà là hòa hợp một chỗ với thiên địa như cũ khiến người ta có một cảm giác yên tĩnh mà dưới loại trạng thái kỳ dị này nguyên bản nghệ phong đánh thái cực thân thể cư nhiên dần dần hư hóa dưới loại hư hóa này thân thể nghệ phong dần dần không thấy rõ lắm đến cuối cùng hư không chỉ còn lại một vòng tròn tựa như dòng xoáy bất động yêu thánh chừng tròng mắt nhìn một màn này trong mắt mang theo rung động mãnh liệt thần thức dò xét dòng nước xoáy khiến yêu thánh kinh ngạc chính là rõ ràng không phát hiện được thân ảnh của nghệ phong dưới tình huống yêu thánh cảm giác ngạc nhiên hắn tăng mạnh thần thức dò xét dưới loại loại dò xét này lông mày yêu thánh có chút nhíu lại sau một lát ánh mắt yêu thánh mới mạnh mẽ chuyển hướng một vị trí nhìn vị trí kia khẽ cười cười nói nghệ phong xuất hiện đi quả nhiên ở chỗ kia một thân ảnh chậm rãi hiện ra yêu thánh nhìn thân ảnh này trong mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn nghệ phong nói rất mạnh nếu không bởi vì ngươi tản ra một tia khí thức ta thực không phát hiện được ngươi nghệ phong cười khổ một tiếng nghĩ thầm thực lực yêu thánh này thật đúng là cường hãn hắn ở vị trí kia động cũng không dám động lại chỉ bởi vì một tia khí thức mà lập tức bị hắn bắt được thực lực của ngươi bây giờ so với lúc trước đã tiến bộ rất xa đạt tới trí tôn rồi sao yêu thánh hỏi không kém bao nhiêu đâu nghệ phong nhìn yêu thánh cười cười nói ngươi thực đạt tới trí tôn rồi yêu thánh nhìn nghệ phong trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc tới cực điểm lúc này mới trôi qua hơn nửa năm nghệ phong đã đến được cấp độ trí tôn rồi sao nghệ phong không nói gì bàn tay mạnh mẽ nắm lại dưới một chảo này của nghệ phong cả thiên địa tựa hồ bị giam cầm lực lượng thiên địa hội tụ về trong lòng bàn tay của nghệ phong yêu thánh nhìn một màn này hắn rốt cục cũng tin tưởng nghệ phong thật sự đạt tới trí tôn khống chế một mảnh thiên địa, đây là cảnh giới chỉ có trí tôn mới có thể đạt tới. Yêu thánh nhìn nghệ phong, hít sâu một hơi nói, mặc dù hiện tại ngươi không có trí tôn vị, lại có được thực lực trí tôn. Chỉ là, thời gian hơn nửa năm, ngươi lại có thể đào móc toàn bộ tiềm lực thân thể, thật đúng là khiến ta không nghĩ tới. Nghệ phong lắc đầu, nhìn yêu thánh cười khổ nói, nói thật, ta vẫn chưa đào móc toàn bộ tiềm lực ra. Khống chế lực lượng thiên địa, trong bất chi bất giác đã làm được người chưa đào móc tiềm lực toàn bộ yêu thánh chừng to mắt trong suy nghĩ của hắn chỉ khi một người phát huy tiềm lực trong cơ thể đến mức tận cùng mới có thể phù hợp với thiên địa mới có thể khống chế thiên địa lực lượng nghệ phong lắc lắc đầu nói nếu đào móc được toàn bộ tiềm lực người muốn tìm ra ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy yêu thánh nghe được nghệ phong nói trầm mặc một hồi mới nói thực lực ngươi lúc này mạnh bao nhiêu nghệ phong lắc lắc đầu nói đánh bại hồng thánh tự nhiên không khó khăn nhưng mà so với các ngươi, hẳn là còn kém một ít." Yêu Thánh gật đầu nói, "Như thế, vậy thì thử xem a, à, chúng ta giao thủ qua một chút." Vậy thì Đa Tạ Tiền Bối, trong lòng Nghệ Phong vui vẻ, có Yêu Thánh giúp hắn hiểu rõ, điều này không còn gì tốt hơn nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1744, Chiến Yêu Thánh. "Ra tay đi." Yêu Thánh nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghệ Phong sướng sờ, nhìn bốn phía hỏi, ở đây, có thể có chút vướng tay vướng chân hay không? Yêu Thánh lắc lắc đầu nói, nếu như người cảm thấy vướng tay vướng chân, vậy người còn chưa đạt được cấp độ trí tôn. Đạt tới cấp độ trí tôn, khống chế đối với lực lượng đã đến mức tận cùng. Chúng ta giao thủ, không tổn hại một tấc đất của tội ác tri thành mới càng khó khăn. Nghe được Yêu Thánh nói như vậy, Nghệ Phong cười nói cười nói. Vậy thì nghe theo tiền bối, Nghệ Phong nói xong, ấn kết trong tay bắt đầu điên cuồng thay đổi, trong nháy mắt nghệ phong kết thủ ấn không gian bốn phía bắt đầu cấm cố lại từng đạo lực lượng truyền tới từ không gian mau chóng bắn về phía yêu thánh mang theo lực lượng thiên địa tạo thành một lớp sóng trùng kích tới phía trước yêu thánh nhìn một màn này khóe miệng mang theo tiếu dung cánh tay vung lên ở xung quanh của hắn xuất hiện một dòng nước xoáy cực lớn trong nháy mắt dòng nước xoáy này xuất hiện một cổ lực lượng thôn vệ khổng lồ xuất hiện từ hư không cổ lực lượng thôn vệ khổng lồ này còn mạnh hơn lực thôn vệ của vệ châu rất nhiều dưới cổ lực lượng thôn vệ này từng đạo lực lượng của nghệ phong bị trùng kích bị cắn nuốt sạch sẽ không nổi lên một tia rung động nào nghệ phong không cần thử động thủ thật sự đi yêu thánh nhìn nghệ phong cười nói nghệ phong cười cười nhẹ gật đầu lực lượng trong thân thể bạo phát dưới tình huống lực lượng của nghệ phong bạo phát đồng thời không gian càng đông kết lại thậm chí có thể nghe được tiếng vang rắc rắc đông đặc nghệ phong trưởng khống linh khí không gian linh khí bị rút ra hoàn toàn không còn một mống sau khi hội tụ cùng một chỗ thì bắt đầu trùng kích dòng nước xoáy thôn vệ của yêu thánh. Không gian chi lực chen chúc áp xúc khiến sắc mặt yêu thánh hơi ngưng trọng, trong tay đánh ra từng đạo pháp tắc thôn vệ, hóa thành dòng nước xoáy hăng đánh trùng kích vào lực lượng thiên địa của nghệ phong. Oanh, sau một tiếng va chạm, toàn bộ không gian giống như thủy tinh vỡ vụn ra, không gian sụp đổ, mảnh nhỏ trong suốt không ngừng xuất hiện và tiêu tán, nương theo quang mang sáng sớm, tạo thành một cảnh tượng tuyệt mỹ xinh đẹp. Mà đối kích khủng bố như vậy lại không có một tia kình khí thoát khỏi phạm vi hai người đánh nhau. Không tệ, yêu thánh thấy pháp tác thôn vệ của hắn bị đánh tan dưới một kích này của nghệ phong, nhìn nghệ phong tán thưởng nói. Lại đến, nghệ phong tự nhiên không cho rằng mình đánh tan một đạo pháp tác chi lực này của yêu thánh thì cho rằng có thể so sánh với yêu thánh, cho đến tận lúc này, bất kể là hắn hay là yêu thánh đều không dùng toàn lực. Nghệ phong phi thân về phía trước, một quyền oanh kích tới yêu thánh lần nữa, dưới một quyền này hư không chấn động lực lượng bốn phía toàn bộ hội tụ vào cánh tay của nghệ phong hung hăng quét về phía yêu thánh yêu thánh nhìn nắm tay vượt qua không gian hắn không dám coi thường pháp tắc thôn vệ trong thân thể bạo phát một quyền ngăn cản về phía nghệ phong pháp tắc thôn vệ của yêu thánh đã tu luyện đến mức tận cùng dưới pháp tắc thôn vệ của hắn toàn bộ không gian đều bị cắn nuốt tất cả linh khí bốn phía trong nháy mắt bị cắn nuốt sạch cho dù là nghệ phong cũng cảm giác một cổ lực lượng thôn vệ khổng lồ muốn cắn nát lực lượng trong thân thể của hắn chỉ có điều Nghệ Phong hiện tại đã đạt tới cấp bậc trí tôn, lực lượng trong cơ thể tuyệt đối không thể dễ dàng bị cắn nuốt như vậy. Oanh, hai người giao Phong, Nghệ Phong cảm giác mình lâm vào trong một thế giới bị cắn nuốt khống chế, lực lượng điên cuồng tiêu tán. Nghệ Phong có kinh nghiệm với Phệ Châu, tự nhiên biết rõ điều này là nguyên nhân gì, ngũ hành chi lực của hắn bạo phát, mạnh mẽ trùng kích về phía. Yêu Thánh, tất cả lực lượng đưa vào trong thế giới thôn vệ của Yêu Thánh. Âm um. Thế giới thôn vệ của yêu thánh cũng không dung nạp được nhiều lực lượng như vậy trong thời gian ngắn, trong nháy mắt bị lực lượng của nghệ phong trùng kích bạo liệt. Sau khi phá vỡ thế giới thôn vệ của yêu thánh, nắm tay hai người tiếp tục ngăn cách giao phong cùng một chỗ. Dưới một quyền này, nghệ phong cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng trùng kích vào cánh tay của nghệ phong, cổ lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt đã chấn cánh tay của nghệ phong chảy máu. Nghệ phong vội vàng lùi lại mấy bước, nhìn yêu thánh cũng đồng dạng lui ra ngoài, cánh tay không ngừng vung vẩy hóa giải lực lượng trên người nhìn vết máu trên cánh tay, Nghệ Phong mới biết được yêu thánh đứng đối diện hắn sâu không thể lường như thế nào. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, ngũ hành chi lực ở trong cơ thể vận chuyển lên thân quyền, cánh tay mau chóng lành lại, sau đó lực lượng không ngừng tụ tập lên nó. Chăm chú nhìn về yêu thánh, yêu thánh nhìn Nghệ Phong, trong mắt đồng dạng có ý tán thưởng. Rất không tồi, lại đến, nói xong, yêu thánh dẫn đầu đánh một quyền tới Nghệ Phong. Nghệ Phong đánh nhau với yêu thánh, tuy khống chế kình khí phát ra, chỉ là ngẫu nhiên tiết lộ ra một chút khí thế cũng kinh động đến đám người yêu ngọc, tần y, đám người tần y bay nhanh đến chỗ hai người đánh nhau, nhìn nghệ phong đánh nhau với yêu thánh trên hư không, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt đối phương. Địa vị yêu thánh bọn họ người nào không biết, một trong ba người đỉnh phong nhất đại lục, chính vì có hắn ở nơi này, không có bất kỳ một người nào dám đi tới tội ác chi thành nháo sự. Người như vậy, đã sớm bị thần hóa, mà một người như vậy, lúc này lại đối chiến với nghệ phong dùng phẩm tính của yêu thánh nếu nghệ phong không có thực lực để hắn nhìn thẳng vào căn bản sẽ không có khả năng ra tay với hắn mà lúc này hắn xuất thủ điều này đại biểu mấy người chừng to mắt đồng thời hô trí tôn nghệ phong đạt tới trí tôn đúng nhất định là như vậy lúc này mới có thể khiến yêu thánh có hứng thú giao thủ với nghệ phong thời gian nửa năm nghệ phong rõ ràng nhảy lên trở thành trí tôn điều này có phải là quá yêu nghiệt rồi hay không sau khi bọn hắn rung động đáy lòng lập tức cao hứng trở lại Nghệ Phong đạt tới trí tôn, đối với tội ác chi thành mà nói là trăm lợi không một hại. Điều này đại biểu cho Nghệ Phong chính thức tiến vào cấp độ đỉnh phong của đại lục. Tuy Nghệ Phong từng đánh bại trí tôn, nhưng mà các trí tôn khác trên đại lục vẫn coi Nghệ Phong là chuẩn trí tôn. Trong lòng vẫn coi mình mạnh hơn Nghệ Phong một bậc, chỉ là sau khi Nghệ Phong đạt tới trí tôn lại khác nhau, coi như là trí tôn, vậy cũng phải dùng ánh mắt ngang hàng nhìn vào Nghệ Phong. Phía trên hư không, hai bóng người không ngừng đánh ra chiêu thức sắc bén chiêu thức của yêu thánh kịch liệt và tàn nhẫn khiến mọi người siết nắm tay thật chặt trong lòng bàn tay cũng bởi vậy mà toát mồ hôi lạnh mỗi một lần yêu thánh công kích đều khiến bọn họ kéo chặt trái tim từ cách xuất chiêu của yêu thánh yêu thánh đã chân chính coi nghệ phong là đối thủ xứng tầm đám người yêu ngọc không biết võ giả cấp bậc trí tôn đánh nhau căn bản không có ai dám coi thường cho dù là thực lực đạt tới cấp bậc như yêu thánh đối mặt nghệ phong cũng không dám coi thường bởi vì cường giả tới cấp độ này chỉ cần có một sai lầm nhỏ có thể khiến bọn họ lâm vào trong bị động. Cho nên, cấp bậc này đánh nhau, ai cũng phải hết. Sức chăm chú, yêu thánh không bởi vì là luận bàn mà thay đổi phương thức chiến đấu của mình. Mà nghệ phong bị yêu thánh luân phiên tiến công, cũng là hiểm hiểm ngăn cản một chiêu lại một chiêu của yêu thánh, dưới tình huống ngăn lại từng chiêu này, nghệ phong cảm giác huyết khí có chút quay cuồng lợi hại. Ngũ hành chi lực càng sử dụng đến mức tận cùng, chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1745, bản thánh đứng hàng trí tôn. Oanh, ngăn lại một trường của yêu thánh lần nữa, thân ảnh của yêu thánh và nghệ phong đều bay ra ngoài, lúc này nghệ phong bị chấn đến cánh tay run rẩy lợi hại. Ngũ hành chi lực vận chuyển điên cuồng, như vậy mới ổn định huyết khí quay cuồng trong lồng ngực. Nghệ phong nhìn yêu thánh trước mặt, chính thức cảm giác được đối phương sâu không thể lường. Lần đánh nhau này, hắn rơi xuống hạ phong tuyệt đối, một mực ở vào tình thế bị động, không có bao nhiêu cơ hội phản kích. Yêu thánh nhìn nghệ phong, trong mắt cũng đầy là vẻ tán thưởng. Có thể đứng vững sau khi ta đánh hết một bộ quyền pháp, trong trí tôn cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Ha ha, huống chi ngươi còn có tiềm lực phát triển đem nữa. Chờ thời điểm tiềm lực của ngươi đều giống như chúng ta, đều đào móc đến mức tận cùng, thực lực tất nhiên sẽ không kém hơn ta. Nghệ phong khẽ cười cười, đối với điều này hắn tự nhiên có lòng tin. Yêu thánh trầm mặc một hồi lâu, nhìn nghệ phong nói vận dụng chu tiên kiếm của ngươi xem sao ta cũng muốn nhìn một chút chu tiên kiếm trong truyền thuyết sốt của cường hãn tới cỡ nào nói xong cánh tay yêu thánh vung lên trên tay hắn xuất hiện một chiếc ngọc phiến ngọc phiến linh lung tản ra quang mang khiến lòng người sợ hãi yêu ngọc thấy yêu thánh lấy ra ngọc phiến hắn không khỏi líu lưỡi thầm nghĩ yêu thánh thật đúng là đủ coi trọng đối với nghệ phong đối phó nghệ phong còn vận dụng tới linh khí yêu ngọc cũng không biết yêu thánh nghĩ gì theo suy nghĩ của yêu thánh Nghệ Phong đạt tới cấp bậc trí tôn thì phải coi hắn là cấp bậc ngang hàng. Cho dù thực lực của bản thân mạnh hơn Nghệ Phong, nhưng mà Nghệ Phong vận dụng binh khí, hắn cũng vận dụng binh khí, đây là tôn trọng tối thiểu nhất đối với trí tôn. Cuống chi, đối mặt Chu Tiên Kiếm, yêu thánh cũng không có tuyệt đối nắm chắc tay Trần có thể đỡ được. Nghệ Phong không dùng Chu Tiên Kiếm, thực lực hai người chênh lệch quá xa. Giống như hắn vậy, không dùng linh khí, sức chiến đấu biểu hiện ra ngoài cũng kém thật lớn. Vậy vãn bối đắc tội. Tâm niệm Nghệ Phong vừa chuyển, Chu Tiên kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, từng đạo ngũ hành chi lực truyền vào thân Chu Tiên kiếm, mũi kiếm Chu Tiên kiếm tản ra quang mang khiến trái tim đập nhanh, một kiếm vạch phá không gian, thẳng tắp đâm vào ngọc phiến của Yêu Thánh. Lực lượng thôn vệ trong cơ thể phệ Yêu Thánh bay nhanh ra, hội tụ ở phía trên ngọc phiến, phía trên ngọc phiến trong nháy mắt ngưng tụ ra một trận pháp, trận pháp hóa thành một đóa hoa sen, nghênh đón về phía Chu Tiên kiếm của Nghệ Phong. Đụng, hai thanh binh khí ẩn chứa năng lượng khổng lồ giao phong cùng một chỗ không gian lấy chỗ giao phong làm tâm, tựa như một lỗ đen không gian thôn vệ tất cả ánh sáng vào trong đó. Mọi người nhìn không gian hoa mỹ này, nguyên một đám chừng trong mắt, vừa rung động đồng thời lại cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Nghệ phong và yêu thánh bay ngược ra sau, hai người phi thân về phía trước lần nữa, hai thanh binh khí lướt qua từng góc độ quỷ dị mà sắc bén trên hư không. Tần y và đám người yêu ngọc nhìn chằm chằm vào hư không, nguyên một đám lâm vào trong trầm mặc, đánh nhau kịch liệt như vậy, trước đây bọn họ chưa từng thấy. Dù cho lúc trước Lạc Thánh và Thiên Thánh đánh nhau bên ngoài tần gia trang cũng kém trận này một bậc. Phía trên hư không, hai người ngươi tới ta đi giao thủ không dưới trăm chiêu. Tuy hai người đều không vận dụng đại chiêu, nhưng chính những chiêu thức đơn giản này, dưới tình huống hai người bọn họ đánh ra lại vô cùng sắc bén lẫn dao động nhân tâm. Keng, sau một lần giao phong, thân ảnh của Yêu Thánh và Nghệ Phong đồng thời lui ra ngoài, Nghệ Phong lướt qua một cự ly cực xa ở trên hư không mới đứng vững thân ảnh. Yêu Thánh thu hồi linh khí cấp 9, nhìn Nghệ Phong khẽ cười cười nói. Tuy còn kém ta một ít, nhưng như vậy đã rất không tồi. Nửa năm tu luyện này, quả thực có thể nói là tốc độ của yêu nghiệt, thật không nghĩ tới quyền pháp nhẹ nhàng kia có thể khiến người đạt được thành tựu như thế. Nghệ Phong nhìn nam tử trước mặt, sắc mặt cũng nhiều hơn một phần kính ngưỡng, không giao thủ không biết, sau khi giao thủ mới biết được đối phương cường hãn như thế nào. Nghệ Phong minh bạch, trước khi hắn chưa hoàn toàn đào móc hết tiềm lực thân thể, muốn so sánh với hắn quả thực rất khó. Nghệ Phong trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nhìn Yêu Thánh nói. Nếu ta bài danh ở trong trí tôn, có thể xếp vị trí bao nhiêu? Yêu Thánh nghĩ nghĩ, thật lâu sau mới nói. Trước năm, xôn sao, phía dưới một mảnh xôn sao, Yêu Ngọc trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. Trước năm, điều này có phải là quá nhiều bức hay không? Yêu Ngọc vốn cho là, thập đại trí tôn đại lục, còn có rất nhiều võ giả có thực lực trí tôn nhưng không xếp vào trong 10 thứ hạng này. Nghệ Phong có thể đi vào 10 thứ hạng đầu đã là rất không tồi thật không ngờ, nghệ phong trở thành trí tôn, có thể nhất cử nhảy vào trước năm. Yêu Ngọc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của yêu thánh, dù cho vị trước mặt này chính là yêu chủ của yêu tộc bọn họ, hắn cũng không nhịn được mắng một tiếng, kháo, bài danh biêu hãn như vậy, hắn lại dùng ngữ khí lạnh nhạt nói ra như thế. Mẹ nó, ép người quá đáng, nghệ phong cũng thật không ngờ, hắn có thể đi vào cấp độ trước năm. Nghệ phong nghe thánh chủ nói qua, bí cảnh có 10 trí tôn, mà giống như là thánh không có trí tôn vị, nhưng đã có thực lực trí tôn cũng có 5 người. Nói cách khác, hắn có thể ở trong 15 người này, nhất cử dẫm đạp qua rất nhiều người, tiến vào trước năm. Yêu Ngọc không nhịn được, bay thẳng vào trong hư không, hung hăng vỗ bả vai nghệ phong một cái nói. Đại ca, mẹ nó, nguyên lai like đại ca như như vậy, đã như vậy, đi đập bể ổ thiên thánh đi. Yêu thánh nghe lời nói của Yêu Ngọc, không thể không cười nói. Cũng không phải là không được, thiên thánh bất quá bài danh thứ 8 mà thôi. So với người còn yếu một bậc, tuy thiên tài ngút trời trong đại lục không ít, hơn nữa tu luyện tới cực hạn quả thực không nhiều lắm. Nhưng mà, đạt tới cấp độ trí tôn này, so với nhau là căn cơ, so tiềm. Lực, so pháp tắc, thiên thánh trong các trí tôn chỉ có thể coi là trung đẳng. Nghe được câu này, nghệ phong khẽ cười cười, thực lực trước năm, có thể khiến áp lực của hắn nhỏ đi rất nhiều. Nói cách khác, đại lục này có thể làm đối thủ của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghệ phong, đi tuyên bố đi, tuy chưa chắc đã được đám người kia tán đồng hết nhưng cũng phải cho bọn họ biết rõ, người đã tiến vào hàng ngũ trí tôn. Yêu thánh đột nhiên nói, điều này đối với người mới có lợi, người cũng không cần an phận, huống chi tình huống hiện tại của ngươi cho dù muốn an phận cũng an phận không được. Không bằng rung động bọn họ một lần, nghe được yêu thánh nói, nghệ phong nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của đám người yêu thánh nhìn kỹ, nghệ phong bay vào hư không cực xa, đấu khí toàn thân vận chuyển tới ít hầu, thanh âm rung trời lay địa bảo phát ra từ trong miệng nghệ phong. Kể từ hôm nay, bản thánh nghệ phong đứng hàng trí tôn, nếu như có người dị nghị, có thể tới nghiệm chứng. Thanh âm hóa thành sóng âm cực lớn ở trên hư không, lan tràn đi toàn bộ đại lục, sóng âm khủng bố kéo dài không ngừng, truyền vào trong tai từng võ giả một. Bản thánh nghệ phong đứng hàng trí tôn, những lời này khiến toàn bộ đại lục nổi lên sóng to gió lớn lần nữa. Thanh âm này không dài, nhưng lại không ngừng chấn động trong lỗ tai mọi người. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1746, Ma Thánh, muốn có chí tôn vị phải được hơn phân nửa thập đại chí tôn của đại lục đồng ý, lúc này mới có thể cấp cho chí tôn vị. Mà từ khi chí tôn đạt tới 10 người, tất cả chí tôn đều ăn ý không muốn cấp thêm chí tôn vị nữa. Dù cho mấy người như Lạc Thánh đạt tới thực lực chí tôn nhưng lại không có danh nghĩa chí tôn. Chỉ là giờ phút này, Nghệ Phong lại tuyên bố hắn là trí tôn điều này đối với võ giả bình thường mà nói chỉ là rung động đối với thực lực của nghệ phong nhưng đối với võ giả thực lực đạt tới thánh cấp cao dai mà nói đây chính là chúng kích vào thập đại trí tôn nghệ phong tuyên bố vang vọng hư không khiến võ giả khắp đại lục nghị luận liên tục cũng khiến vài trí tôn trao đổi ngắn ngủi với nhau những lời này của nghệ phong nhấc lên sóng to gió lớn thật lâu không tiêu tan mà đa số võ giả nguyên một đám dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tội ác chi thành nguyên bản dân chúng trong tội ác chi thành đã sớm tự hào, lúc này càng thêm ngửa đầu ưỡn ngực. Thành chủ của bọn họ, lúc này đã đứng vào hàng ngũ những người mạnh nhất trong đại lục, hơn nữa không có một tia giả tạo. Đối với sóng to gió lớn do mình tạo ra này, nghệ phong mặc kệ không hỏi như trước, hắn cần phải làm là xác định danh nghĩa của hắn, nói cho một số người trên đại lục này biết, ta đã là tồn tại như các ngươi. Đánh chủ ý tới ta, vậy thì nghĩ kỹ thực lực của ngươi có đủ hay không? Nghệ Phong ở tội ác chi thành đánh thái cực và vui đùa với chúng nữ, nữ nhi của hắn như trước. Cùng đợi phản ứng của những trí tôn kia, Nghệ Phong biết rõ, hắn tuyên bố như vậy, những trí tôn này nhất định sẽ có phản ứng. Tiêu giao ca ca, ca ca thật là trí tôn. Linh Nhi dùng tay ôm cổ Nghệ Phong, thân thể dán ở trên người Nghệ Phong, tóc quét lấy cái mũi của Nghệ Phong, cười hì hì nhìn Nghệ Phong hỏi. Nhìn tiểu ma nữ trước mặt, Nghệ Phong cảm giác đau đầu vạn phần, dùng tay vuốt ve mái tóc của Linh Nhi, trừng mắt với Linh Nhi nói. Linh Nhi, muội cũng không nhỏ nữa, đừng có mỗi ngày đều ôm ta, muội không biết nam nữ thủ thụ bất thân sao. Hi hi, Linh Nhi hi hi nở nụ cười, tiêu giao ca ca cũng biết nam nữ thủ thụ bất thân sao. Cái này quá kỳ quái, ta cứ nghĩ ca ca không biết. Chán nghệ phong toát mồ hôi lạnh, tiểu nha đầu này càng ngày càng giống tiểu ma nữ. Tuy Linh Nhi còn hơi có vẻ trẻ con, nhưng nhan sắc điên đảo chúng sinh đã ẩn ẩn hiền hiện, khiến nghệ phong không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, thầm nghĩ tiểu ma nữ này thật đúng là thích đùa chết người. Rõ ràng ngay cả hắn cũng dám trêu đùa. Hi hi, tiêu giao ca ca, ca ca thật sự rất xấu nha. Linh Nhi nhảy khỏi lòng ngực Nghệ Phong, cười hi hi nhìn Nghệ Phong. Nghe được câu này, Nghệ Phong hung hăng trợn mắt nhìn Linh Nhi, nghĩ thầm có nên bảo tử âm hảo hảo thu thập nha đầu kia một phen không, đùa càng ngày càng quá mức. Được rồi, tiêu giao ca ca, từ nay về sau Linh Nhi không đùa như vậy nữa. Linh Nhi thấy Nghệ Phong thực có ý tứ tức giận, lay lay cánh tay nghệ phong nói đều là đại nhi tỷ tỷ dậy muội muội muốn nếm thử một chút xem hiệu quả ra sao thôi nghệ phong nghe được linh nhi nói cố gắng hít sâu vài hơi lương khí sau đó bình thức cảm xúc trong lòng thoáng một chút sau đó nhìn linh nhi nói sau này chứa cùng đại nhi đi theo tần y tỷ của muội học tập hi hi muội nghe tiêu giao ca ca linh nhi chuyển động con ngươi linh động nghệ phong nhìn thấy là biết nàng lại có mưu ma trước quỷ gì nữa Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy đau đầu, cũng không quản tới Linh Nhi. Thời điểm Linh Nhi cùng Nghệ Phong vui đùa, ánh mắt Nghệ Phong nhìn về một chỗ, khóe miệng mang theo mỉm cười. Rốt cuộc đã tới, trong sự nghi hoặc của Linh Nhi, Nghệ Phong lách mình tiến vào trong hư không, mau chóng bay về một phương hướng. Sau khi đến một vị trí, một thanh âm âm tà quanh quẩn ở trên hư không. Ma Thánh quả nhiên hảo thực lực, cách xa như vậy đã có thể phát hiện ta. Ma Thánh, Nghệ Phong ngẩn người ngược lại là thật không ngờ hắn sẽ có một cái xương hô như vậy quá khen vị trí tôn nào tới liền xuất hiện đi nghệ phong nhìn một phương hướng trong hư không chắp tay nói nghệ phong vừa nói xong hư không đột nhiên dâng lên một cổ khói đen dưới cổ khói đen này hư không bị hủ thực từng khối sau đó một thân ảnh kỳ quái hiện ra độc thánh nghệ phong nhìn nam tử trước mặt có chút nhíu mày ngược lại thật không ngờ lần này xuất hiện lại là độc thánh độc thánh là tồn tại trước năm trong thập đại trí tôn ha ha ma thánh có nhãn lực thật tốt độc thánh khẽ cười cười nhìn nghệ phong từ trên xuống dưới bất quá càng nhìn càng giật mình bởi vì hắn cảm giác toàn thân nghệ phong giống như dung nhập vào trong trời đất vậy cũng không khó đoán phương thức xuất hiện vừa rồi của độc thánh có thể giúp ta nghĩ đến thân phận của ngươi nghệ phong khẽ cười nói độc thánh không thể không gật đầu nhìn nghệ phong tràn đầy tiếu dung nói ma thánh trẻ tuổi như vậy lại có thể thành tựu trí tôn vị quả thật là hậu sinh khả úy a à nghe lời nói của độc thánh nhìn như tán dương nghệ phong cười cười nói độc thánh tới nơi này không biết có chuyện gì ha ha tự nhiên có chuyện ta không quên lời nói của ma thánh tự ý xâm nhập tội ác chi thành trăm dặm giết không tha ta còn không muốn chết độc thánh cười ha ha nghệ phong không biết hắn nói những lời này là có ý gì nhưng mà từ trong mắt độc thánh hắn không chứng kiến bộ dạng sợ hãi dù chỉ một chút danh đầu độc thánh người nào không biết tuy nghệ phong ta muốn chém giết ngươi bất quá thực lực còn chưa đủ nghệ phong cũng cười ha hả nói ha ha thú vị không hổ là tân tấn trí tôn quả nhiên rất trực tiếp độc thánh cười nói đã như vậy có muốn thử một chút hay không độc thánh nhìn nghệ phong cười tủm tỉm nói giống như vô hại cam tâm tình nguyện phụng bồi nghệ phong nhìn độc thánh nói mà nghệ phong vừa dứt lời trong nháy mắt một quyền của độc thánh đã đánh tới trước mặt nghệ phong tốc độ cực nhanh khiến người ta líu lưỡi mà dưới nắm tay của hắn huy vũ không ngừng độc tố lan tràn không gian từng đạo khí thể đen kịt thoát ra, bộc phát lực sát thương vô cùng. So với nắm tay của độc thánh, không gian chi độc lần trước nghệ phong tiến vào, cấm địa hạ ra, hiển nhiên yếu nhược hơn rất nhiều. Bất quá, nghệ phong đã tới cấp bậc trí tôn, tự nhiên không sợ nắm tay của độc thánh, ngũ hành chi lực bao vây toàn thân, nhánh chóng đánh về phía độc thánh. Nắm tay hai người giao thủ cùng một chỗ, đều tự bay ra ngoài, sau khi bay ra ngoài vài chục thước, lúc này thân ảnh mới đứng vững. Ma thánh quả nhiên rất mạnh, lại tiếp ta một trường độc thánh cười ha ha pháp tắc chi độc bạo phát bao trùm trong lòng bàn tay của hắn tản ra khí thức màu tím đen khiến người ta sợ hãi sau đó trùng kích về phía nghệ phong nghệ phong nhìn công kích đang đánh tới sắc mặt mỉm cười đấu khí trong thân thể cũng không giữ lại hội tụ ở trên nắm tay tạo thành một ngũ hành đại tuần hoàn mau chóng đón đỡ độc thánh hai người giao phong cùng một chỗ lần nữa thực lực ngang nhau tách hai người ra sau khi tách ra một lát lần nữa oanh kích về đối phương Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1747, Trí Tôn Yến Độc Thánh, Trí Tôn bài danh trước năm của Đại Lục, một thân pháp tác chi độc xuất thần nhập hóa. Trong Đại Lục còn lưu truyền không ít truyền thuyết về hắn. Năm đó thời điểm hắn chưa thành Trí Tôn vị, cũng là nhân vật cấp bậc ma đầu, võ giả chết trong tay hắn không đếm hết. Mà sau khi đạt tới Trí Tôn mới dần dần thiếu dấu chân của hắn, ở vào vị trí cao cao tại thượng bao quát nhân gian. Một nhân vật truyền kỳ ai cũng biết như vậy, sau khi giao thủ cùng Nghệ Phong, trong lòng vô cùng rung động lẫn kinh ngạc. Hắn cũng thật không ngờ thực lực của Nghệ Phong lại cường hãn đến loại tình trạng này. Đối chiến với hắn không rơi xuống hạ phong, pháp tắc chi độc khiến người ta mới nghe mà đã sợ mất mật, cư nhiên bị ngũ hành chi lực của Nghệ Phong ngăn cản. Đối với việc Hồng Thánh bị thua trong tay Nghệ Phong, độc thánh còn bởi vậy mà diễu cợt qua Hồng Thánh, coi Hồng Thánh là sỉ nhục của chí tôn dù sao trong mắt độc thánh tuy nghệ phong kỳ lạ nhưng bất quá là một chuẩn trí tôn mà thôi đường đường trí tôn lại thua ở trong tay nghệ phong điều này làm mất mặt bọn hắn chỉ là hiện tại sau khi giao thủ với nghệ phong mới phát hiện ngũ hành chi lực kỳ lạ tới mức nào tuy trong này không có pháp tác chi lực nhưng lại khiến pháp tác chi độc của hắn có cảm giác không có sức phản kháng pháp tác chi lực trong cơ thể độc thánh bạo phát phương viên trăm trượng trong nháy mắt giống như bạch tuột phun ra nước mực trở nên đen kịt vô cùng không gian dưới chất đen kịt này lập tức bị hủ thực, bộc phát thanh âm nổ vang răng rắc, có thể thấy được pháp tắc chi độc này ẩn chứa độc tố kinh khủng tới bực nào. Loại độc tố khủng bố này khiến Nghệ Phong cũng không dám coi thường, đánh ra từng đạo lực lượng, bao trùm toàn thân, ngũ hành tuần hoàn thay đổi không gian, từng đạo độc tố bị ngăn cách xung quanh thân thể của hắn, đồng thời ngũ hành đại tuần hoàn hội tụ trên thân quyền, hình thành một dòng nước xoáy, một quyền hung hăng oanh về phía độc thánh. Dưới một quyền này, hai người bay ra ngoài lần nữa, nguyên bản không gian đen kịt cũng khôi phục thanh minh. Ha ha, thống khoái, đã lâu không đánh thoải mái như vậy, phế vật hồng thánh kia bại trong tay người thật cũng không oán. Độc thánh nhìn nghệ phong cười to nói, độc thánh quá khen, nghệ phong lắc lắc cánh tay có chút run lên, đồng thời loại trừ độc tố xâm nhập trong cơ thể của hắn, nhìn độc thánh khẽ cười nói. Nếu độc thánh vẫn chưa đánh đủ mà nói, chúng ta có thể tiếp tục, độc thánh lắc lắc đầu nói, thực lực của người ta minh bạch, đánh nhau trong thời gian ngắn cản bản không phân ra thắng bại ha ha tuy ta rất muốn chém giết ngươi nhưng lại biết đó là mình vọng tưởng ngươi cũng đồng dạng nghệ phong không thể không gật đầu đạt tới cấp bậc trí tôn không có một người nào là mặt hàng đơn giản giống như nghệ phong hiện tại muốn đánh bại hồng thánh không khó nhưng mà muốn chém giết hắn ngược lại rất khó khăn chém giết và phân ra thắng bại đây là hai khái niệm khác nhau nếu độc thánh không có chuyện gì nữa thì xin mời rời đi dùng thực lực của ta đứng hàng trí tôn chắc hẳn các ngươi không có ý kiến gì. Nghệ Phong thản nhiên nói, độc thánh cười to nói, ta đương nhiên không có ý kiến gì, người có thể chiến với ta mà không chia trên dưới, không thừa nhận người chính là không thừa nhận chính mình. Bất quá, trí tôn đại lục có 10 người, cũng không phải ta định đoạt, Nghệ Phong không sao cả nhún nhún vai nói, không sao, các người có nhận hay không ta căn bản không cần, bản thánh đã trở thành trí tôn. Hơn nữa, ta cũng không cần các ngươi tán thành. Lời nói kiêu ngạo này hàm xúc 10 phần, khiến ánh mắt của độc. Thánh ngưng tụ, lập tức nhìn nghệ phong nói, quả nhiên là tuổi trẻ anh hùng, không đếm xỉa thập đại trí tôn tự phong trí tôn, ngươi là người thứ nhất dám làm như vậy. Nghệ phong khẽ cười cười cũng không giải thích, trong đại lục có thể chắc chắn hơn được hắn cũng chỉ có ba người, mà ba người này có tới hai sẽ không ra tay đối với hắn. Còn lại một tiên thánh, nghệ phong thật đúng là không để ở trong lòng. Tiên thánh xuất thủ, thánh tông sẽ ngồi yên sao? Nghệ Phong và vị kia đều minh bạch, nhìn như Nghệ Phong đoạn tuyệt quan hệ với Thánh Tông. Nhưng mà người sáng suốt đều biết, hai bên căn bản là chia lìa nhưng vẫn còn liên hệ chẳng chịt. Bằng không, chuyện tình Thánh Âm Tông, Nghệ Phong sẽ nhúng tay vào sao? Một hộ pháp hồng thánh mà thôi, còn có thể khiến Thánh Tông không đối phó được sao? Hơn nữa người nào không biết quan hệ giữa Lạc Thánh của Lạc Hà Cốc và Thánh Tông không cạn, Lạc Thánh xuất hiện tại Tần Gia Trang, điều này đại biểu cái gì? Cho dù không có những chuyện này, chỉ cần nghệ phong ở thánh tông nhiều năm như vậy có thể triệt để đoạn tuyệt sao nếu nghệ phong là phế nhân thì cũng thôi chỉ là hiện tại đã thành trí tôn rồi cường cường liên hợp đủ để cho tiên cảnh cảm giác áp lực lớn lao chuyện tình có thể khiến tiên cảnh cảm thấy áp lực vị kia của thánh tông thật là cam tâm tình nguyện thích nhìn cho nên chỉ cần tiên thánh ra tay vị kia khẳng định cũng ra tay đây là ăn ý giữa tội ác chi thành và thánh tông cho nên ở đại lục này người có thể uy hiếp được của hắn cơ bản đã không có đã như vậy, kiêu ngạo thì như thế nào? Chuyện tình ma thánh đứng hàng trí tôn, chúng ta cũng đơn giản tham thảo qua, ma thánh đã cố ý như thế. Vậy thì tới tham gia trí tôn Yến A. À. Nói xong, từ trong giới chỉ độc thánh bay nhanh ra hai khối lệnh bài trí tôn, nghệ phong nhìn hắc vụ quấn quanh hai lệnh bài trí tôn này bay nhanh về phía hắn, hừ nhẹ một tiếng, đấu khí tuôn ra, mau chóng bao trùm hai lệnh bài, pháp tắc chi lực trên lệnh bài mau chóng biến mất. Hai khối lệnh bài xuất hiện trước mặt nghệ phong, hiện rõ vẻ tôn quý bá đạo và khí thức xưa cũ. Hai khối lệnh bài này, một khối là mời ma thánh, một khối khác là mời yêu thánh. Mong ma thánh chuyển giao cho hắn, độc thánh nhìn nghệ phong nói. Nghệ phong nhìn hai khối lệnh bài trong tay, hắn cũng có chỗ hiểu biết đối với trí tôn yến. Tham gia yến hội phải đạt tới thực lực trí tôn, hơn nữa phải được chủ sự mời, như vậy mới có thể tham gia. Có tư cách tổ chức yến hội trí tôn chỉ người có trí tôn vị mới làm được. Thánh tiên yêu, ba vị này chỉ cần vận dụng trí tôn lệnh của bọn họ là có thể tổ chức. Nhưng mà những trí tôn khác, lại phải có ba trí tôn đồng thời liên thủ mới có thể tổ chức trí tôn yến. Mà rất hiển nhiên, từ trí tôn lệnh nghệ phong nhận được xem xét, điều này hoàn toàn là trí tôn lệnh của tiên chủ, nói cách khác, lần này là do vị kia tổ chức. Người rốt cục không nhịn được muốn xuất thủ sao, nghệ phong thở nhẹ ra một hơi, trong lòng có chút suy nghĩ, nghệ phong đánh giá độc thánh, không biết vì sao hắn lại thay tiên chủ truyền lệnh bài, đây là đại biểu cái gì chẳng lẽ hắn đã đứng ở bên cạnh tiên chủ rồi tựa hồ phát hiện được nghệ phong nghĩ gì độc thánh nhún nhún vai nhìn nghệ phong nói ma thánh chính miệng nói tiến vào trong trăm dặm xung quanh tội ác chi thành giết không tha ai dám chạm đến cái rủi ro này đặc biệt người tiên cảnh càng không dám vừa vặn ta có chút hứng thú đối với ma thánh nên có ý mượn chuyện này tới đây một chút vừa vặn lĩnh giáo ma thánh có phải thật sự có tư cách tham gia yến hội này hay không nghe được độc thánh nói Nghệ Phong không thể không cười cười, không tin tưởng, cũng không tỏ vẻ không tin. Chắc hẳn Độc Thánh đã lĩnh giáo rồi, nếu như không có chuyện gì nữa, xin mời Độc Thánh rời đi a. À. Độc Thánh cười ha ha nói, một tháng sau, lại lĩnh giáo đại chiêu của Ma Thánh. Nói xong, thân ảnh Độc Thánh biến mất trong hư không. Chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện Tiên hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1748, giết tới thiên phủ sau khi độc thánh rời khỏi nghệ phong liền chạy tới gặp yêu thánh sau khi nghệ phong giao lệnh bài trí tôn cho yêu thánh yêu thánh cười cười tiện tay ném vào trong giới chỉ nhìn nghệ phong khẽ nhếch miệng nói một tháng nữa chúng ta cùng đi tham gia hắn đã mời cũng không thể không tham gia nghe độc thánh nói nghệ phong gật đầu đáp lại ừ vậy thì cùng đi bất quá trước khi đi ta có một việc muốn làm chuyện gì yêu thánh nghi hoặc nhìn nghệ phong cách trí tôn yến còn có thời gian một tháng thời gian một tháng này có thể đi tìm thiên phủ gây phiền toái vừa vận tát cho hắn một bà tai miễn cho vị kia ở trí tôn yến kiêu ngạo không ai bị nổi nghệ phong nhìn yêu thánh nói yêu thánh nghe được nghệ phong nói cũng không phát biểu bình luận thân ảnh dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa nghệ phong biết rõ yêu thánh sẽ không nói cái gì đối với trí tôn tranh đấu hắn luôn luôn đặt mình ở bên ngoài nếu không phải nghệ phong là đại ca của yêu ngọc thì hắn sẽ không thể tỏa chấn tội ác chi thành đương nhiên yêu thánh tỏa chấn tội ác chi thành đã là cực hạn của hắn, nếu muốn trợ giúp nghệ phong tranh chấp với trí tôn nào đó là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, lúc này nghệ phong đối phó thiên phủ căn bản không cần yêu thánh hỗ trợ. Thời điểm nghệ phong đề nghị chuyện này với tần y một chút, tần y còn chưa nói cái gì. Yêu Ngọc vô cùng hưng phấn chờ xuất phát, bắt đầu hạ lệnh cho võ giả thượng tầng tội ác chi thành tập hợp. Tần y thấy Yêu Ngọc như thế, khẽ cười cười, cũng không nói gì thêm, chỉ có điều ánh mắt nhìn nghệ phong đã nhiều hơn một phần mê luyến và nhu tình. Tần Y biết rõ, nghệ phong còn nhớ chuyện năm đó thiên phủ chỉ thị kim ưng tông ám sát của nàng. Tuy tội ác chi thành đã tính là thế lực siêu cấp, nhưng mà nội tình vẫn chưa không đủ. Nếu muốn ra tay đối phó thiên phủ mà nói, Tần gia trang liên thủ cùng tội ác chi thành a. Tần Y nhìn nghệ phong nói, nghệ phong nhẹ gật đầu. Những năm này tội ác chi thành bởi vì có hắn, quả thực có không ít phó giả cường hãn gia nhập. Nhưng mà nội tình so với những thế lực lớn vô số năm kinh nghiệm này vẫn là kém một ít. Tối thiểu số lượng võ giả trung hạ tầng kém một ít so với bọn họ. Tội Ác Chi Thành chẳng qua là nhiều võ giả đỉnh phong. Cũng tốt, lúc trước Thiên Phủ công kích Tần Gia Trang nàng, lúc này đây vừa vặn trả lại." Nghệ Phong cười nói, Tần Y trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, mang theo một đám võ giả thượng tầng Tội Ác Chi Thành, thông qua truyền tống trận hội tụ về Tần Gia Trang. Sau khi đến Tần Gia Trang, Nghệ Phong nói đề nghị của mình cho lão tổ tông Tần Gia Trang, hắn lập tức giao quyền khống chế Tần Gia Trang vào trong tay Tần Y. Tần Y khống chế Tần Gia Trang, lập tức tập hợp võ giả Tần Gia Trang, hạo hạo đáng đáng lao về thiên phủ. Động tính khổng lồ như vậy tự nhiên kinh động võ giả đại lục, cái này khiến bọn họ không khỏi nhớ tới lúc trước nghệ phong giao phong với thiên thủ xong có nói một câu, lúc trước nghệ phong nói sẽ tới thiên phủ lĩnh giáo một phen, chỉ là không nghĩ đến, chuyện này tới nhanh như vậy. Đội ngũ hạo hạo đáng đáng lao về tổng bộ thiên phủ, điều này khiến võ giả trên đường tranh thủ thời gian lảng tránh, đồng thời vô số võ giả tự nhận có vài phần thực lực bắt đầu chạy tới phương hướng thiên phủ bọn họ đã xác định đánh nhau lúc này khẳng định có cấp bậc trí tôn tham dự loại chiến đấu như vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu mà lúc nghệ phong hào hào đáng đáng tiến về thiên phủ đồng thời nhiều đội võ giả của tiên cảnh cũng tiến về phía tần gia trang nghệ phong nghe được tin tức này trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng nội tình tiên cảnh tự nhiên không cần phải nói cường giả vô số tội ác chi thành của nghệ phong ở trước mặt của bọn họ giống như tiểu hài tử vậy. Rất hiển nhiên, đây là tiên cảnh muốn mượn thiên phủ để chấn áp mình. Vị kia chắc hẳn không muốn chứng kiến hắn tiếp tục kiêu ngạo bá đạo như vậy nữa. Yêu Ngọc đối với việc tiên cảnh chạy tới thiên phủ cũng tức giận không thôi, mà khiến Yêu Ngọc không hiểu chính là, nghệ phong rõ ràng không thèm quan tâm chút nào. Không ngừng cho người lao về thiên phủ như trước, đại ca, tiên cảnh tham dự trong đó mà nói, chúng ta đánh nhau với thiên phủ sẽ rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Yêu Ngọc nhắc nhở, không sao, bọn họ có giúp đỡ, chúng ta cũng có. Nghệ Phong cười cười nhìn Yêu Ngọc nói. Yêu Ngọc nghe được Nghệ Phong nói, kinh hỉ đồng thời lại cổ quái nhìn. Nghệ Phong nói, Thánh Thành thật sự sẽ ra tay sao? Mặc dù ta biết các ngươi đã tách ra nhưng căn bản vẫn còn liên quan, chỉ là dù sao bên ngoài đại ca không phải là người Thánh Tông. Hắc hắc, làm như vậy không phải quá rõ ràng sao? Nghệ Phong cười lắc lắc đầu nói, rõ ràng hay không rõ ràng đều không quan trọng, tiên cảnh đã muốn nháo lớn, vậy thì chơi một hồi đi. Tự nhiên yêu Ngọc Minh Bạch, nếu tiên cảnh và thánh thành tham dự vào trong đó mà nói, bất luận một phương nào cũng sẽ không để cho bên mình bị thua, mà hậu quả như vậy sẽ giống như Nguyệt Nhiên và Tần Y năm đó, càng đánh càng kịch liệt. Thời điểm cả đám hạo hạo đáng đáng chạy tới thiên phủ, từ bốn phương tám hướng, vô số võ giả gia nhập vào trong đoàn quân của Nghệ Phong. Số gia nhập này so với nhân số của Tần Gia Trang và tội ác chi thành còn nhiều hơn mấy phần, khiến yêu Ngọc âm thầm líu lưỡi. Mà võ giả cầm đầu, thân ảnh mau chóng xuất hiện trước người nghệ phong, nhìn nghệ phong khom người nói. Thiếu, ma thánh đại nhân, ta là hộ pháp thánh chủ, thánh chủ có lệnh, mọi người thánh thành do ngươi chi phối. Nghệ phong nhìn chuẩn trí tôn trước mặt, hơi gật gật đầu, lập tức nhìn. Tần y nói, hành quân bày trận tỷ tương đối mạnh một ít, những người này đều giao cho tỷ. Ta không có thời gian khống chế, tần y biết rõ đối thủ của nghệ phong là thiên thánh, nàng nhẹ gật đầu đáp ứng nhìn hộ pháp thánh chủ đứng ở trước mặt nghệ phong, không khỏi muốn cười. Đây là thái độ nghệ phong rời khỏi thánh tông sao, rõ ràng ngay cả binh quyền cũng không cầm, tất cả đều giao hết cho nghệ phong. Nếu tần y không thấy tận mắt khi đó nghệ phong bị buộc không đường thối lui, tự hủy kinh mạch cũng là phát sinh chân chân thật thật, nàng quả thực hoài nghi có phải là thánh tông phối hợp đóng kịch với nghệ phong. Từ một màn này liền nhìn ra, nghệ phong hoàn toàn coi mình không phải là người thánh tông. Chỉ có điều, điều này tựa như một tiểu hài tử, bị cha mẹ tức giận mắng mấy câu mà rời nhà trốn đi vài ngày, đợi cha mẹ hết giận, hắn sẽ tự động trở lại. Không chỉ là tần y, ngay cả yêu ngọc cũng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ đại ca của hắn thật đúng là đủ vô sỉ. Nghệ Phong không biết bọn họ nghĩ cái gì, nhìn hộ pháp thánh chủ nói. Người phối hợp tần y, thánh chủ hộ pháp kho người gật đầu, tuy bối phận của hắn không biết so với cao hơn Nghệ Phong bao nhiêu, nhưng mà thực lực của Nghệ Phong khiến hắn không dám có chút bất kính. Sau khi Nghệ Phong phân phó xong, nhìn tần y tập hợp võ giả thánh tông vào trong trận doanh một đội quân khổng lồ hiện ra trước mặt nghệ phong lần nữa nhìn những võ giả này nghệ phong đại phát hào khí thiên thánh bản thánh sẽ san bằng thiên phủ của ngươi thanh âm cười ha ha rơi vào trong thiên phủ xa xa nguyên bản võ giả thiên phủ căng thẳng tới cực điểm hiện tại càng lo lắng rút binh khí ra chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio nếu thấy hay hãy like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1749, Chiến Thiên Thánh. Võ giả trong thiên phủ hảo hảo đáng đáng tuôn ra, rút binh khí nhìn chầm chầm đám người nghệ phong. Nghệ phong đối với chút ít võ giả này tự nhiên không có hứng thú, ánh mắt chú ý tới thiên thánh cầm đầu đội ngũ đứng phía trên hư không, nhìn thiên thánh, khóe miệng nghệ phong mang theo tiếu dung nghiền ngấm. Thật không ngờ ta tới nhanh như vậy, đúng không? Nghệ phong nhìn thiên thánh cười ha ha nói. Thiên thánh nhìn thoáng qua quân đội binh lâm dưới thành, lại nhìn thoáng qua Nghệ Phong đứng chắp tay, trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Sắc thực thật không ngờ thực lực của ngươi có thể tăng tới loại tình. Trạng này, bất quá, chỉ như vậy ngươi đã vọng tưởng san bằng thiên phủ của ta sao? Đủ để làm rồi, Nghệ Phong tự ngạo nói. Thiên thánh ngừ một tiếng, quay đầu nhìn võ giả thiên phủ và tiên cảnh sau lưng quát. Một tên cũng không để lại, giết toàn bộ. Nghe được thiên thánh ra lệnh, Nghệ Phong cũng không nói gì, đối phương chỉ có thể nói mà thôi vọng tưởng chém giết toàn bộ một tên cũng không để lại, trừ khi là hắn tự mình ra tay. Chỉ là, chẳng lẽ nghệ phong là bài trí sao? Tần y nhìn đám võ giả hảo hảo đáng đáng phóng tới trước mặt nàng, khóe miệng mang theo một tia tiếu dung khinh miệt. Từng đạo mệnh lệnh phát ra từ trong miệng nàng, sau đó các đội quân mau chóng lao về đám võ giả thiên phủ. Mặc dù tần y không ưa nguyệt nhiên, nhưng lại không thể không thừa nhận, sau khi tiên cảnh không có nguyệt nhiên, hành quân chiến tranh đã xa xa không bằng trước. Đối mặt liên quân của Thiên phủ và Tiên cảnh, Tần Y rõ ràng không có hứng thú gì. Võ giả hai phe trùng kích cùng một chỗ, thanh âm chém giết không ngừng, đánh nhau kịch liệt khàn cả giọng, nguyên một đám võ giả điên cuồng đánh về phía đối phương, quên cả sinh tử. Vô số người đối kích tạo thành sóng xung kích, tuy không khủng bố bằng sóng xung kích của cường giả, nhưng lại khiến người ta có một loại rung động đặc biệt từ thị giác. Dưới hình thức chém giết này, phía dưới bắt đầu có mùi máu tanh bốc lên. Thi thể nằm đầy trên đất, bị người phía sau đạp qua, trở nên huyết nhục mơ hồ. Lại càng kích thích huyết tinh song phương, Tần Y nhìn Thiên phủ không xa, từng đạo chỉ lệnh phát ra từ trong miệng của nàng, quân đội võ giả lao về phía Thiên phủ, rất có tư thế phá. Tan phòng ngự của đối phương, bất quá dù sao đây cũng là sân nhà của Thiên phủ, mặc dù Tần Y trên phương diện hành quân chiến tranh mạnh hơn bọn họ không ít, chỉ là ở địa bàn Thiên phủ, không thể chiếm cứ thượng phong quá lớn. Nghệ Phong thấy ánh mắt Tần Y chuyển hướng hắn, Nghệ Phong cũng minh bạch Thánh Thành và Tần Gia Trang cần một hồi thắng lợi để kích phát ý chí chiến đấu thích của bọn họ. Mà hiển nhiên, đánh bại chí tôn đối phương có thể tạo cho bọn họ ý chí chiến đấu cùng sĩ khi lớn nhất. Tần Y biết rõ thực lực của nghệ phong, tồn tại trước năm của đại lục. Đánh bại thiên thánh hoàn toàn không khó. Thiên thánh thấy võ giả Tần Gia Trang hung mãnh không ngừng lao vào, nhìn nghệ phong hừ lạnh một tiếng nói. Các người thật không biết xấu hổ, chính miệng nói rời khỏi thánh tông, lại mang theo người thánh tông đánh thiên phủ ta. Thế thì đã làm sao? Bản thánh thích làm như vậy, người quản được sao? Nghệ phong trợn trắng mắt nói. Vô sỉ, thiên thánh hèn mọn nhìn nghệ phong. Lão tử vô sỉ nhưng lão tử thích. Người có bản lĩnh vô sỉ cho bản thánh nhìn xem. Nghệ phong cười ha ha, đối với đánh giá của đối phương không chút phật lòng. Nghĩ thầm, điều này rõ ràng là ghen ghét. Chỉ là, đám người tần y và yêu ngọc nghe được một câu nói kia, thiếu chút nữa rơi từ hư không xuống. Yêu ngọc nhìn nghệ phong giơ ngón tay cái lên nói. Quả thật không hỗ là đại ca của ta, quả nhiên đạt đến cảnh giới phi phàm. Có thể coi vô sỉ là vinh dự, trên đời này chỉ có đại ca mới làm. Được, thiên thánh thiếu chút nữa bị một câu nói kia của nghệ phong làm tức đến phun máu, trên đời có người như vậy sao? Hy vọng kiếm của ngươi cũng lợi hại như miệng của ngươi. Thiên thánh tức thì nóng giận, hắn không tin nghệ phong vừa mới tiến vào trí tôn có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, hắn không biết nghệ phong đã từng giao thủ ngắn ngủi qua với độc thánh, bằng không hắn sẽ không như thế lực lượng trong cơ thể thiên thánh tụ tập vào cách tay, một quyền thẳng tắp đánh về nghệ phong, dưới một quyền này, lực lượng bốn phía hội tụ toàn bộ về hắn. Một quyền mang theo uy áp vô cùng, quét về phía ngực của nghệ phong. Mang theo kình phong đẩy võ giả đánh nhau phía dưới lui thật xa. Nhìn đối phương ra tay rất sắc bén, nghệ phong cũng nâng tinh thần vài phần, ngũ hành chi lực trong cơ thể hội tụ, mau chóng ngăn cản đối phương. Va chạm không hề xinh đẹp, lập tức ngăn cản nắm tay của thiên thánh. Bên ngoài, lực lượng khủng bố không phát ra một thanh âm nhỏ nhất hai người đều tự lui ra ngoài tạo thành một dấu vết thật sâu trên hư không ánh mắt đều nhìn đối phương chăm chú trong lúc còn chưa đứng vững hai người lại lao về đối phương lần nữa nhanh chóng giao thủ ba chiêu không gian dưới va chạm của hai người lập tức điên cuồng sụp đổ trong phương viên ngàn mét xung quanh điểm hai người đánh nhau đã sớm không có võ giả dám nán lại khe nứt không gian khủng bố không ngừng thôn vệ kinh khí bộc phát ra lúc hai người không hề xinh đẹp va chạm mấy chiêu Nghệ Phong và Thiên Thánh đồng thời lui ngược lại, hai người ổn định thân ảnh đứng ở trên hư không. Nghệ Phong nhìn cánh tay Thiên Thánh run rẩy trước mặt, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm. Như thế nào, sắc mặt Thiên Thánh âm trầm, hắn cũng thật không ngờ Nghệ Phong khủng bố như vậy. Lực lượng so với hắn còn mạnh hơn một bậc, lần giao phong này tuy thoạt nhìn là ngang tay. Nhưng Thiên Thánh hiểu được, trên thực tế hắn thua kém Nghệ Phong một bậc. Người thật sự để cho ta lau mắt nhìn, Thiên Thánh cắn hàm răng nói. Nghệ Phong cười cười nói, đa tạ đã khích lệ chờ một chút nữa ta sẽ làm ngươi càng phải lau mắt nhìn thiên thánh hừ một tiếng nói ngươi khờ dại cho rằng lực lượng mạnh hơn một đường so với ta là có thể đánh bại ta sao ta nói cho ngươi biết trí tôn đánh nhau không chỉ là dựa vào lực lượng còn cần kinh nghiệm so về điều này ngươi còn kém xa nghệ phong nhìn thiên thánh lắc đầu nói bản thánh từ một phế nhân kinh mạch đều đứt đoạn đi thẳng đến cấp độ này không nói kinh nghiệm chiến đấu vô số nhưng cũng là một đường đánh giết mà tới so với tu luyện của các ngươi, bản thánh càng nhiều vài phần hung hiểm. Ngươi không phải muốn so kinh nghiệm sao, bản thánh sẽ cho ngươi thỏa mãn, nhìn xem hơn 30 năm ta sống mạnh hơn, hay là mấy vạn năm một lão quái vật sống mạnh hơn. Nghệ phong mang theo nụ cười khinh miệt, cánh tay hất lên, một quyền mau chóng oanh kích về phía đối phương. Thiên thánh hừ một tiếng, thân ảnh lui ra ngoài, hắn tự nhiên sẽ không bị lời nói của nghệ phong giật mà mình. Hắn đứng vững tại vị trí trí tôn nhiều năm như vậy còn không thu thập được nghệ phong sao. Bàn tay Thiên Thánh nắm chặt, toàn bộ không gian bắt đầu ra cố điên cuồng, dưới loại gia cố này, Nghệ Phong cảm giác một cổ áp lực lớn lao. Uy áp hắn, dưới áp lực như vậy, Nghệ Phong giận dữ quát to một tiếng, không gian bộc phát thanh âm vỡ vụn, tựa như thủy tinh công nghiệp vỡ vụn không ngừng. Cùng lúc đó, một đạo Long quyển phong chống rỗng xuất hiện trên hư không, mau chóng công kích về phía Thiên Thánh. Long quyển phong bao vây Thiên Thánh, ngũ hành đại tuần hoàn vần quanh trong đó, mau chóng tập trung Thiên Thánh, một ít chỗ không gian tại thời khắc này cư nhiên bị tập trung triệt để Bản thánh nhìn xem người phá một chiêu này của ta như thế nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1750, tuyệt chiêu giao phong. Không gian bốn phía nương theo ngũ hành đại tuần hoàn không ngừng áp bách về phía thiên thánh, áp bách mang theo lực lượng cường đại khiến sắc mặt thiên thánh ngưng trọng, nắm tay hung hăng oanh về phía phong ấn do ngũ hành đại tuần hoàn hình thành. Một quyền nện vào phong tỏa của ngũ hành đại tuần hoàn, toàn bộ không gian điên cuồng chấn động sụp đổ. Mà tuy ngũ hành đại tuần hoàn giảm bớt không ít, nhưng không bị đối phương một kích đánh tan, nhìn một màn này, đấu khí của Nghệ Phong càng từng vòng từng vòng dũng mãnh bổ sung vào trong ngũ hành đại tuần hoàn, hình thành một long quyển phong không ngừng co rút lại. Không gian dưới đại tuần hoàn gia cố, một mảnh thiên địa này triệt để bị Nghệ Phong khống chế. Thiên Thánh liên tục đánh ra vài quyền, tuy vài quyền này có thể ngăn cản ngũ hành đại tuần hoàn co rút lại, nhưng lại không thể phá vỡ nó điều này khiến trong mắt thiên thánh hiện lên vẻ sợ hãi hư một tiếng binh khí xuất hiện trong tay đấu khí truyền vào thân binh khí một kiếm hung hăng chém về phía ngũ hành đại tuần hoàn thiên thánh vận dụng linh khí lực lượng tăng vọt đến cấp độ khủng bố một kiếm vừa bổ xuống không gian gia cố bị phá vỡ tạo thành vết nứt cực lớn thiên thánh vội vàng lao tới vết nứt kia trong nháy mắt thoát ra khỏi ngũ hành đại tuần hoàn tập trung ngũ hành đại tuần hoàn cũng bởi vì bị đối phương phá như thế hóa thành kình phong bắn tung tóe đầy trời hừ ta còn tưởng rằng ngươi không sử dụng linh khí thì có thể phá nghệ phong nhìn thiên thánh huy vũ linh khí này hừ một tiếng tiếp tục nói bất quá so về linh khí ngươi còn kém bản đế rất nhiều chu tiên kiếm xuất hiện trong tay nghệ phong lướt qua một đạo dấu vết trong hư không lạnh lùng nhìn thiên thánh thiên thánh nhìn chu tiên kiếm trong tay nghệ phong cũng không nói nhảm đấu khí trong cơ thể bạo phát đấu khí khủng bố hội tụ phía trên linh khí trong nháy mắt bộc phát hào quang chói mắt dưới tia sáng này linh khí hội tụ vào trong đó sau khi linh khí hội tụ thanh linh khí này tựa như độc xà kiếm quang thỏ ra như lưỡi rắn kiếm quang này dễ dàng chấn lư không sụp đổ quét về phía nghệ phong nơi nó đi qua thanh âm xé rách không ngừng vang vọng hết thảy đều bị nó phá hủy thôn phệ nghệ phong nhìn xem một màn này chủ tiên kiếm huy vũ từng đạo kiếm khí bay nhanh ra tạo thành một đại kiếm trận ở trước mặt hắn một mực phòng ngự hắn trong đó um, kiếm khí của đối phương hung hăng trùng kích vào kiếm trận, thời điểm hai người giao kích, phong bạo cường đại mang theo tất cả tràn ra, mà kiếm khí và kiếm trận ở thời khắc này bắt đầu sụp đổ, một hắc động cực lớn chống rỗng xuất hiện, thôn vệ tất cả vào trong. Nghệ Phong và Thiên Thánh đồng thời vang ngược lại, Thiên Thánh nhìn Chu Tiên kiếm trong tay Nghệ Phong, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Nghệ Phong, ngươi lại nếm thử một chiêu này của ta. Nói xong, thân ảnh của Thiên Thánh điên cuồng chấp động, dưới loại điên cuồng chấp động này, khắp nơi trên hư không đều trải rộng thân ảnh của hắn, trong từng đạo thân ảnh ẩn chứa lực lượng khủng bố, kiếm khí của linh khí tạo thành một trận pháp cực lớn, dưới trận pháp này, không gian bị tập trung triệt để, loại tập trung này không thấp hơn ngũ hành đại tuần hoàn tập trung của nghệ phong vừa rồi. Thân ảnh biến hóa, từng đạo kiếm khí thông qua phương thức quỷ dị liên tiếp bắn ra. Dưới loại liên tiếp không ngừng nghỉ này, không gian vặn vẹo sụp đổ. Một cổ lực lượng khiến lòng người sợ hãi hiện lên từ hư không. Thiên thánh không ngừng hóa ra từng đạo bóng ảnh như trước, phong tỏa toàn bộ không gian kín không kẽ hở. Từng đạo kiếm khí tạo thành một kiếm trận cực lớn, kiếm trận giống như mạng nhện trải rộng toàn bộ không gian. Thanh âm càn rỡ của thiên thánh từ hư không truyền tới. Nghệ phong, bản thánh nhìn người phá kiếm trận này như thế nào? Trong giọng nói của thiên thánh tràn đầy kiêu ngạo, kiếm trận này là chiêu thức hắn đắc y nhất. Để nghiên cứu thành công chiêu thức kia hắn đã phải bỏ ra thời gian trăm năm, thẳng đến hiện tại còn đang không ngừng hoàn thiện như trước, mượn nhờ linh khí uy lực linh khí có thể vượt xa lực lượng bản thân hắn đám người tần y cũng nhìn nghệ phong bị kiếm trận phong kín nguyên một đám cảm giác tim đập nhanh không thôi loại phong tỏa khủng bố này giống như thiên địa bị phong ấn triệt để trong đó tất cả đều nhét vào trong khống chế của kiếm trận yêu ngọc ngừng thở chăm chú nhìn chằm chằm vào hư không mặc dù biết thực lực nghệ phong rất mạnh nhưng khi nhìn kiếm trận này hắn vẫn không ngừng lo lắng cho nghệ phong mà nghệ phong ở trong trung tâm sắc mặt cũng ngưng trọng lên bóng kiếm xung quanh phong tỏa không gian kín không kẽ hở hắn muốn đột phá ra ngoài rất khó hơn nữa uy áp của kiếm khí cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm chu tiên kiếm trong tay nghệ phong huy vũ điên cuồng theo chu tiên kiếm huy vũ lực lượng ngũ hành điên cuồng bạo phát cuối cùng giao hòa cùng một chỗ với thiên địa hoàn mỹ kết hợp lại sau đó điên cuồng tăng vọt dưới loại tăng vọt này nghệ phong sử dụng chu tiên kiếm tới mức tận cùng chu tiên kiếm điên cuồng xoay tròn lực lượng ngũ hành tạo thành một dòng xoáy cực lớn dòng xoáy hóa thành một phễu, tất cả đều bị nó thôn vệ vào trong. Từng đạo đấu khí không ngừng dũng mãnh lao vào Chu Tiên kiếm, theo sự dũng mãnh lao vào này, dòng xoáy càng lúc càng mạnh, dần dần bắt đầu giao phong với uy áp của kiếm trận. Loại giao phong này, đồng dạng khiến lòng người kinh hãi, phía dưới nơi hai người đánh nhau sớm đã không còn bất kỳ võ giả nào đặt chân. Diệt, trong mắt Thiên Thánh mang theo vẻ âm trầm, giận dữ quát to một tiếng, vô số bóng kiếm trong nháy mắt ngưng tụ tạo thành, dưới loại ngưng tụ này, toàn bộ không gian bị kiếm quang bao trùm, bộc phát hào quang vạn trượng, mà chút hít hào quang lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh kiếm quang khổng lồ hướng về vị trí của nghệ phong, hung hăng chém xuống. theo một kiếm này, tựa hồ thời gian và không gian đều lâm vào trong bất động, lực lượng khủng bố khiến mọi người cảm giác kinh hãi không thôi. quang mang hóa thành cự kiếm quét về phía nghệ phong, nghệ phong đồng dạng không dám coi thường, lực lượng trong cơ thể bạo phát, nguyên bản dòng xoáy hình phễu tăng vọt hóa thành dòng xoáy hơn vạn trượng mau chóng đón cự kiếm của đối phương. Dòng xoáy hình phễu và kiếm quang che trời che đất khiến vô số võ giả kinh hãi không thôi, nguyên một đám võ giả cấp tốc lui ra ngoài, giống như đã quên hai quân đang giao chiến. Oanh, thanh âm như tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, dưới thanh âm này, thậm chí có chút hít võ giả bị phá vỡ màng tai, trong tai chảy ra máu. Một hắc động vạn trường xuất hiện trên hư không, trong hắc động, hai cổ lực lượng giao phong bộc phát ra vô số tinh quang và tiếng nổ mạnh, lực trùng kích khủng bố chỉ nhìn xem cũng đủ khiến người khác cảm giác kinh sợ hắc động cũng không thể thôn vệ tất cả lực lượng có không ít lực lượng bắn ra như trước tuy chỉ là dư ba nhưng lại khiến sắc mặt đám người yêu ngọc đại biến nguyên một đám lui về phía sau lần nữa không dám đứng quá gần chiến trường kiếm quang và dòng xoáy giao phong cùng một chỗ bắt đầu điên cuồng tiêu tan hắc động thôn vệ từng đạo lực lượng của hai người oanh kích trở nên mở rộng không ngừng lúc này thân ảnh hai người đã sớm không thấy đâu tựa hồ đã bị hắc động này thôn vệ vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1751, Thắng Thiên Thánh Ừm, um, hai người lại giao phong một lần nữa ở trong hắc động, lúc này mới hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Thiên Thánh nhìn Nghệ Phong, trong mắt mang theo vẻ rung động, hắn thật không ngờ một chiêu này của hắn vẫn bị Nghệ Phong ngăn cản. Tuy Thiên Thánh không hy vọng xa vời một chiêu này có thể chém giết Nghệ Phong, nhưng trong tưởng tượng của hắn, Nghệ Phong hẳn là trọng thương. Chỉ là, Nghệ Phong không chỉ không bị trọng thương, thậm chí lông tóc cũng không tổn hại. Nhớ tới dòng nước xoáy hình phễu cực lớn vừa rồi của Nghệ Phong, Thiên Thánh cảm giác trái tim băng giá một hồi. Thực lực của hắn thật sự có thể tiến vào trước năm. Thiên Thánh nhớ tới lần đánh nhau vừa rồi, trong nháy mắt đại khái phỏng trừng thực lực của Nghệ Phong. Mà Thiên Thánh tìm được kết quả này, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Thực lực trước năm đây chẳng phải là nói người có thể thu thập nghệ phong có thể đếm được trên đầu ngón tay sao. Mẹ nó, làm sao hỗn đản này có thể mạnh như vậy, thiên thánh tức giận mắng một tiếng, ánh mắt âm trầm. Nghệ phong tự nhiên không biết thiên thánh đang suy nghĩ cái gì, đấu khí trong cơ thể hắn truyền vào chu tiên kiếm lần nữa, mười thành lực lượng bạo phát. Nghệ phong không giữ lại chút nào, dưới mười thành lực lượng truyền vào, chu tiên kiếm bộc phát quang mang khiến người khác sợ hãi. Dưới quang mang như vậy, một kiếm bổ về thiên thánh với tốc độ cực nhanh, một kiếm này tựa như lôi điện đảo mắt là đến tuy thiên thánh rung động đối với thực lực của nghệ phong nhưng cũng sẵn sàng phòng bị nghệ phong thấy chu tiên kiếm của nghệ phong đâm tới hoảng sợ đồng thời đấu khí trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển hội tụ ở trên linh khí của hắn lập tức đón đỡ nghệ phong keng một tiếng giao phong thân thể thiên thánh bay ra ngoài cánh tay run rẩy sắc mặt cư nhiên bị chấn có chút trắng bệch khóe miệng nghệ phong mang theo một tia cười lạnh nghĩ thầm chu tiên kiếm khủng bố như thế nào Linh khí sao có thể so sánh? Thực lực trước năm cũng không phải nói đùa, Nghệ Phong huy vũ chu tiên kiếm điên cuồng, từng đạo kiếm quang bay nhanh về Thiên Thánh. Tốc độ nhanh như thiểm điện, công kích sắc, bén, khủng bố vô cùng, Thiên Thánh cũng không phải nhân vật đơn giản, tuy công kích của Nghệ Phong khủng bố, nhưng mà đồng dạng ngăn cản từng chiêu một. Chỉ có điều lực lượng của hắn so với Nghệ Phong còn kém hơn một bậc, cánh tay bị chấn run rẩy càng lúc càng lợi hại. Công kích của Nghệ Phong càng lúc càng sắc bén thiên thánh bị buộc lui về phía sau liên tiếp. Dưới loại tình huống này, thiên thánh hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể bạo phát, cư nhiên chấp động hội tụ từng đạo kiếm quang lần nữa. Chỉ có điều vừa rồi nghệ phong đã thử qua sự lợi hại của một chiêu kia, há có thể cho hắn như nguyệt, giận dữ quát to một tiếng, chu tiên kiếm hóa thành dòng xoáy nhỏ, nhanh chóng trùng kích tới trước ngực của thiên thánh. Đáng chết, thiên thánh bị nghệ phong quấy nhiễu, sau khi tức giận mắng một tiếng, chỉ có thể buông tha cho ngưng tụ một chiêu kia, ngăn cản chu tiên kiếm của nghệ phong. Mà tại một khắc ngăn cản Chu Tiên Kiếm của Nghệ Phong này, Nghệ Phong cư nhiên vứt bỏ Chu Tiên Kiếm, một cổ lực lượng đánh vào thân Chu Tiên Kiếm, để Chu Tiên Kiếm tự chủ công kích. Mà thân thể của hắn lại lách mình đến sau lưng Thiên Thánh, trên chân ngưng tụ lực lượng khủng bố, một cước hung hăng đạp thẳng vào lưng Thiên Thánh. Dưới một cước này, Nghệ Phong cũng không như nguyện đạp chúng đối phương, bị Thiên Thánh nhất cử tránh thoát. Nghệ Phong thấy đối phương tránh thoát, trong lòng cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, Chu Tiên Kiếm trở lại tay hắn lần nữa, lực lượng truyền vào thân kiếm, một kiếm hung hăng đâm tới lần nữa. Oanh, thiên thánh dưới một chiêu này, bị chấn bay ra ngoài, chỉ xích thiên nhai của nghệ phong khởi động trong nháy mắt, lách mình đến phương. Hướng thiên thánh bay ngược lại, đánh ra một đạo kiếm quang lần nữa, cùng lúc đó, một quyền của nghệ phong cư nhiên công kích về linh khí của thiên thánh. Thiên thánh nhìn nghệ phong dám dùng nhục quyền công kích linh khí của hắn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Tới tốt lắm, tuy nghệ phong rất mạnh, nhưng vọng tưởng dùng nhục quyền đối kháng linh khí của hắn, thực sự là không biết sống chết. Trong ánh mắt âm trầm của Thiên Thánh, linh khí của Thiên Thánh hung hăng bổ về phía nắm tay Nghệ Phong, trong tưởng tượng của hắn, chốc lát sau hẳn là máu bay đầy trời. Nhưng khiến hắn kinh hãi chính là, dưới công kích này của hắn, thân ảnh của Nghệ Phong rõ ràng hóa thành tinh quang biến mất. Tàn ảnh, điều này sao có thể? Thiên Thánh không dám tin nhìn tàn ảnh trước mặt, đạt tới cấp độ như hắn, nếu là tàn ảnh mà nói, lập tức có thể phân biệt ra được. Nhưng tàn ảnh vừa rồi công kích hắn ngay cả hắn cũng cảm giác giống chân thân như đúc. Ha ha, không nên quên, bản thánh là ngũ hành hợp nhất, muốn tạo một tàn ảnh có khí tức giống như đúc cũng không khó. Nghệ Phong cười ha ha, thân ảnh không biết từ khi nào đã đến sau lưng thiên thánh, một cước hung hăng đạp vào lưng thiên thánh. Thiên thánh phát giác được, thân ảnh chật vật tránh né, nhưng vẫn bị Nghệ Phong đạp trúng, tuy hắn vội vàng vận chuyển lực lượng nhưng làm sao có thể đỡ nổi một kích ngưng tụ lực lượng của Nghệ Phong. Dưới một kích này, thiên thánh bị Nghệ Phong đạp bay ra xa. Oanh, thân ảnh thiên thánh hung hăng đập bể mặt đất phía dưới, dưới cái nện này, một hố sâu mấy trăm trượng được tạo thành. Ngao, sau khi thiên thánh bị nghệ phong nện xuống hư không, võ giả tần gia trang và thánh thành bắt đầu điên cuồng kêu ngao lên. Trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí bành trướng, mà võ giả thiên phủ và cùng tiên cảnh lại mang theo vẻ không dám tin, nguyên một đám hiện rõ sắc mặt hoảng sợ, nhìn đạo nhân ảnh phía trên hư không kia. Thiên thánh bay ra từ trong hố sâu dưới mặt đất, trong nháy mắt bay ra này, ánh mắt tất cả mọi người ngưng tụ trên người hắn lúc này trên người thiên thánh chật vật không chịu nổi đồng thời khóe miệng mang theo vết máu sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là trọng thương không nhẹ thiên thánh nhìn ánh mắt nguyên một đám đang chăm chú nhìn hắn sau đó nhìn thấy thân thể mình hiện tại ánh mắt nhìn nghệ phong càng âm trầm nói nghệ phong ngươi đáng chết ai đáng chết không phải ngươi nói là được khóe miệng nghệ phong mang theo vẻ miệt thị thiên thánh áp chế huyết khí quay cuồng trong lòng nhìn chu tiên kiếm trong tay nghệ phong ánh mắt biến ảo bất định tuy hắn muốn bầm thây nghệ phong vạn đoạn, nhưng lại rất rõ ràng, hắn đã không phải là đối thủ của nghệ phong. Nghệ phong nhìn sắc mặt thiên thánh tái nhợt, cười ha ha nói. Lại đến, hiện tại, cũng không nói nhảm, một kiếm đâm về phía thiên thánh lần nữa, trong từ điển của nghệ phong, hắn có lý giải rất sâu đối với những lời như thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Tuy muốn chém giết thiên thánh có khó khăn nhất định, nhưng hiện tại, hắn chỉ cần thiên thánh không chạy trốn mà nói, nghệ phong có hy vọng chém giết hắn lực lượng khủng bố giao phong với thiên thánh một chỗ thiên thánh có không ít thương thế tự nhiên không phải là đối thủ của nghệ phong dưới chấn động này huyết khí quay cuồng trong ngực hắn càng thêm lợi hại thân ảnh bạo lui ngược lại nghệ phong thấy một màn như vậy thừa dịp thắng thế truy kích đánh ra từng đạo công kích sắc bén rất có ý tứ chém giết thiên thánh thiên thánh sao dám chính diện giao phong với nghệ phong lần nữa thân ảnh không ngừng chấp động tránh né từng chiêu của nghệ phong dù sao trí tôn cũng là trí tôn tuy nghệ phong chiếm lấy thượng phong, nhưng muốn chém giết hắn lại rất khó. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1752, Tiên Thánh hiện thân. Đám người tần y thấy nghệ phong tuy không chém giết được thiên Thánh, nhưng lại đuổi giết Tiên Thánh không ngừng, nguyên một đám cũng mừng rỡ không thôi, nhìn quân sĩ sĩ khí đại trướng. Tần Y bắt đầu hạ lệnh cho quân sĩ điên cuồng tiến công thiên phủ, Võ giả thiên phủ nhìn thấy lão tổ tông bọn họ đang bị nghệ phong đuổi giết không ngừng, sớm đã không có tin tưởng tất thắng ban đầu, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thất vọng đạt tới cực điểm. Dưới loại tình huống này, sao là đối thủ của võ giả thánh thành và tần gia trang sĩ khí như cầu vồng? Bị đối phương giết lui về phía sau liên tiếp, cao tầng thiên phủ thấy một màn như vậy, tuy sốt ruột không thôi, nhưng lại không có cách nào, trừ khi là lão tổ tông có thể thay đổi thắng bại, bằng không căn bản không cách nào ngăn cản võ giả tần gia trang và thánh thành đang trở nên giống như hổ lang lúc này địa bàn của thiên phủ bắt đầu bị tần gia trang thôn phệ từng khối không ngừng tới gần về phía tổng bộ thiên phủ điều này khiến đám võ giả thánh cấp giống như kiến bò trên chảo nóng tự nhiên thiên thánh cũng thấy một màn như vậy nhưng hắn cũng không có biện pháp xử lý nào hắn bị thương rất nặng so với nghệ phong lại kém hơn một bậc nữa loại tình huống này hắn có thể bảo vệ tánh mạng đã là cực hạn nghệ phong đánh thật lâu thấy không làm gì được thiên thánh, đáy lòng thở dài một hơi, trí tôn chính là trí tôn, trung quy không phải dễ chém giết như vậy. Nghĩ vậy, công kích của nghệ phong sắc bén thêm vài phần lần nữa. Tuy khó có thể chém giết đối phương, nhưng chỉ cần có thể chém giết đối phương mà nói, như vậy có thể san bằng thiên phủ trong nháy mắt. ầm, uhm, lại một tiếng va chạm lần nữa, một kiếm của nghệ phong chấn thiên thánh văng ngược lại, nghệ phong khởi động thuấn di, một kiếm đâm tới ngực của thiên thánh. Thân ảnh của thiên thánh cấp tốc di chuyển, trong lúc chuyển động, lợi kiếm của nghệ phong đã lướt qua bả vai của thiên thánh bản thánh ngược lại muốn nhìn người có thể ngăn ta bao nhiêu chiêu nghệ phong cười lạnh một tiếng bắt đầu thi triển kiếm pháp thiên giai của chu tiên kiếm dưới tình huống thi triển kiếm pháp bóng kiếm đầy trời bao trùm về phía thiên thánh thiên thánh nhìn thấy bóng kiếm đầy trời mà biến sắc hắn tự nhiên không thiếu công pháp thiên giai nếu lúc đầu nghệ phong thi triển một chiêu này hắn tự nhiên sẽ không sợ chỉ là lúc này huyết khí quay cuồng thực lực đã bị áp chế nhất định nghệ phong thi triển một chiêu này khiến hắn có áp lực rất lớn thiên thánh huy vũ linh khí ngăn cản kiếm quang đang lao về phía hắn trong hư không đánh nhau kịch liệt yêu ngọc nhìn xem mà không ngừng líu lưỡi trong ánh mắt lộ ra vẻ hướng tới suy thiên thánh ngăn lại vô số kiếm quang chỉ là dưới vô số đạo kiếm quang phá toái hư không hắn quả thực không chống đỡ nổi kiếm quang lướt qua góc độ không thể tưởng tượng nổi sau đó chém vào cánh tay của hắn để lại một vết máu thật sâu Chết tiệt, thiên thánh nhìn vết máu trên cánh tay do nghệ phong chém ra vừa rồi, trong lòng không ngừng mắng to. Người không biết là đánh lén rất đáng xấu hổ sao? Nghệ phong cười ha ha nói, ta chỉ biết là chém giết ngươi, thiên phủ có thể bị ta san bằng lập tức. Lời nói của nghệ phong khiến thiên thánh giận dữ, vừa định công kích nghệ phong, bóng kiếm đầy trời lại ngăn cản hắn, lần nữa hội tụ về phía hắn. Bóng kiếm khủng bố như thế, khiến thiên thánh không thể không chú ý ngăn cản. Mà nghệ phong đứng một bên, lại thỉnh thoảng đánh lén một chiêu. Tuy không giết được Thiên Thánh, nhưng lại khiến thân thể hắn nhiều hơn không ít vết thương. Thiên Thánh càng đánh càng giật mình, chủ tiên kiếm không chỉ tạo thành thương tổn đối với thân thể của hắn, còn có thể gây tổn thương cho hồn thể, nếu cứ đánh tiếp như vậy, sợ là thật sự bị Nghệ Phong giết. Nghĩ vậy, ánh mắt Thiên Thánh không khỏi nhìn võ giả Thiên Phủ. Hắn biết rõ, nếu hắn cố ý bỏ trốn mà nói, Nghệ Phong căn bản không làm gì được hắn, nhưng mà ngược lại chỉ cần hắn chạy thoát, vậy thiên phủ sẽ không tồn tại nữa. Tuy thiên thánh rất tàn nhẫn, nhưng cũng không muốn chứng kiến con cháu của hắn vẫn lạc toàn bộ. Nghệ Phong không rõ thiên thánh đang suy nghĩ gì, chỉ là thấy thiên thánh có một khắc thất thần, trong lòng mừng rỡ, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, toàn bộ hội tụ trên chu tiên kiếm, mau chóng hình thành dòng xoáy hình rùi, sau đó đâm về phía thiên thánh. Đánh nhau với bản thánh còn dám thất thần, hôm nay ta tiến ngươi lên đường. Dưới thanh âm cười lạnh của Nghệ Phong, một kiếm khủng bố này của nghệ phong thẳng tắp công kích vào đối phương theo công kích nghệ phong đến sắc mặt thiên thánh đại biến dùng trạng thái của hắn lúc này làm sao có thể ngăn cản một chiêu cường hãn như vậy của nghệ phong thân ảnh thiên thánh không ngừng bạo lui ra ngoài muốn tránh đi một chiêu của nghệ phong chỉ là so về tốc độ có bao nhiêu người có thể nhanh hơn nghệ phong lợi kiếm của nghệ phong giống như tia chấp mau chóng đuổi theo sắc mặt thiên thánh không chút huyết sắc nếu như bị một chiêu này của nghệ phong công kích chúng hắn tất nhiên sẽ trọng thương đến lúc đó thật sự có khả năng bị nghệ phong giết thiên thánh nhìn một chiêu tránh cũng không thể tránh này sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi cơ hồ nghĩ tới hậu quả của mình chỉ là thời điểm một kiếm này của nghệ phong sắp công kích được thiên thánh sắc mặt của nghệ phong đột nhiên thay đổi không biết chuyện gì một cổ lực lượng hội tụ trước mặt thiên thánh giao phong một chỗ với chu tiên kiếm của nghệ phong dưới đợt giao phong này thân ảnh nghệ phong bạo lui ngược lại huyết khí không ngừng quay cuồng ngũ hành tuần hoàn vận chuyển mãnh liệt huyết khí quay cuồng mới lắng xuống. Tiên thánh, nghệ phong nhìn một phương hướng quát, quả nhiên, nghệ phong vừa quát xong, một thân ảnh dần dần hiện ra. Hắn lớn lên không tính anh Tuấn, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác xuất trần như tiên trường. Quả nhiên là ngươi, nghệ phong hừ một tiếng, trừ hắn ra thì không có ai có thể từ xa như vậy truyền tới một đạo năng lượng trợ giúp tiên thánh, hơn nữa khiến hắn ăn thiệt thòi không nhỏ. Ma thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiên thánh nhìn thanh niên trước mặt, hắn không thể không thừa nhận nghệ phong rất kiệt xuất nghĩ thầm tiên cảnh có một địch nhân như vậy xác thực không phải là sự tình gì tốt đặc biệt thật không ngờ thiên thánh lại bại triệt để như vậy nếu không có hắn thậm chí có khả năng vẫn lạc trong lúc này tiên thánh tới nơi này không phải là tìm bản thánh gây phiền toái đó chứ nghệ phong vừa cười vừa nói thu hồi chu tiên kiếm giống như chuyện tình vừa rồi chuẩn bị chém giết thiên thánh không hề phát sinh tiên thánh nhìn nghệ phong nói điều này cũng không phải chỉ có điều cách trí tôn yến không còn bao nhiêu ngày. Ma thánh thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Nghệ Phong vừa cười vừa nói, thật đúng là bị tiên thánh nói đúng, khi còn bé, mụ mụ nói ta có chứng hiếu động. Chứng hiếu động ngươi hiểu hay không? Nói đúng hơn là một ngày không náo một ít chuyện, trong nội tâm của ta sẽ rất không thoải mái. Một tháng lâu như vậy, cho nên ta muốn giao lưu trao đổi với thiên thánh một chút. Thiên thánh nghe được nghệ phong nói, không khỏi hừ một tiếng. Sở thích của ma thánh ngược lại không giống người thường. Bất quá chẳng lẽ người không minh bạch, càng là người hiếu động, đến cuối. Cùng thường không nhúc nhích được sao? Tiên thánh thản nhiên nói. Phải không, có chuyện này nữa sao? Ta còn tưởng rằng hiếu động là rèn luyện thân thể. Nghệ phong kinh ngạc hỏi, vẻ mặt hoài nghi nhìn tiên thánh. Có phải người gạt ta hay không? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 1753, ước hẹn sinh tử. Ma Thánh, mang theo người của ngươi đi thôi. Tiên thánh nhìn nghệ phong nói, thật nực cười, ngươi cho rằng ngươi là như lai sao, ngươi nói ta đi thì ta phải đi. Nghệ phong nhìn tiên thánh vì tiện mắng một câu, mà một câu nói kia, rung động toàn bộ không gian, tất cả võ giả đều mốc trệ tại chỗ, nguyên một đám chừng tròng mắt nhìn nghệ phong. Người nào không biết nam tử trước mặt là người đỉnh phong đại lục nhất. Coi như là trí tôn, đối mặt hắn đều phải cẩn cẩn rực rực. Chỉ là, nghệ phong cư nhiên hô to gọi nhỏ đối với hắn nguyên một đám nhìn đạo nhân ảnh trong hư không kia, lúc này bọn họ mới phát hiện người thanh niên kia gan lớn như thế, dũng khí của hắn đã không phải là bọn họ có thể phỏng trưng. Tiên thánh cũng thật không ngờ, nghệ phong cư nhiên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt yêu cầu của hắn, tuy hắn không biết như lai là ai. Nhưng, từ ngữ khí của nghệ phong, khiến tiên thánh không kìm lòng được hừ lạnh một tiếng. Ma thánh, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi đạt tới trí tôn là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu bản thánh muốn chém giết ngươi, vậy ngươi nhất định phải chết. Tiên thánh nhìn nghệ phong mang theo sát ý, ngữ khí lạnh lùng, nghệ phong nhếch miệng nói. Mạnh miệng người nào không biết nói, muốn chém giết bản thánh, vậy thì xem bản lãnh của ngươi rồi. Không biết sống chết, tiên thánh thức thì nóng giận, nhìn nghệ phong hừ một tiếng nói. Ngươi đã cố ý yêu cầu, vậy ngươi cũng không cần đi tham gia trí tồn yến, hôm nay bản thánh sẽ đưa ngươi lên đường. Ánh mắt tiên thánh tập trung trên người nghệ phong, không gian bốn phía bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, tuy tốc độ nhúc nhích không nhanh, nhưng lại dao động nhân tâm. Thiên thánh thấy một màn như vậy thì trong lòng mừng rỡ, có vị này ra tay, còn sợ không thu thập được nghệ phong sao. Chỉ là, hắn cao hứng không duy trì được bao lâu. Một thanh âm mang theo uy nghiêm vang lên trong hư không. Tiên thánh, người động vào nghệ phong thử xem, thanh âm này vừa dứt, nguyên vốn không gian đang nhúc nhích tựa hồ bị cái gì ngăn cản, triệt để ngừng chuyển động. Ta thánh, thiên thánh chừng trong mắt nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thật không ngờ lại hấp dẫn vị này tới tiên thánh thấy lực lượng của hắn bị ngăn cách, ánh mắt nhìn bóng người mới xuất hiện nói. Khó trách nghệ phong dám kiêu ngạo như thế, tà thánh không phản ứng tiên thánh, ngược lại quay đầu nhìn về phía. Nghệ phong khẽ cười cười nói, thật không ngờ ngươi thật sự để cho ta chấn động tới mức này, vốn cho là ngươi đạt tới trí tôn còn phải có một đoạn thời gian. Thật không ngờ mới chỉ trôi qua chút ít thời gian như vậy ngươi đã đạt tới loại tình trạng này. Nghệ Phong nhìn tà thánh khẽ cười nói, khiến thánh chủ chê cười, vãn bối cũng là đánh cuộc một lần, may mắn thành công tà thánh lắc lắc đầu nói ta và ngươi đều là trí tôn không cần tự xưng vãn bối nghệ phong không thể không thuận theo thực lực đạt tới loại tình trạng này quả thật có địa vị ngang hàng với bất luận kẻ nào dù cho thánh chủ rất cao quý lúc này đối với hắn cũng sẽ không tiện thể hiện thái độ cao cao tại thượng bất quá ngươi hẳn là còn có thể tiếp tục tiến một bước tà thánh ở cùng nghệ phong một thời gian biết rõ tiềm lực của nghệ phong muốn nói nghệ phong chỉ có thể xâm nhập trước năm hắn hoàn toàn không tin Dùng quan sát của tà thánh đối với nghệ phong một đoạn thời gian không ngắn, tối thiểu có thể đạt tới trình độ sánh vai với hắn. Nghệ phong khẽ cười cười, cũng không phản bác, chỉ là một câu nói kia lại khiến thiên thánh hoảng sợ không thôi. Lúc này nghệ phong đã có thể đánh bại hắn, nếu tiếp tục tiến một bước. Đây không phải là nói rõ nghệ phong có cơ hội tiến vào cấp độ trước ba sao. Trước ba, đây chính là tồn tại ngang hàng với tiên tại yêu tam thánh, nghĩ vậy trong lòng thiên thánh lạnh toát. Tiên thánh nhìn nghệ phong đàm tiếu tự nhiên với tà thánh, hừ một tiếng nói. Đây chính là các ngươi nói đoạn tuyệt quan hệ sao? Đây là công đạo mà nghệ phong ngươi nói khi lúc trước mang Nguyệt Nhiên ra khỏi tiên cảnh ta sao? Nghệ phong quay đầu nhìn thoáng qua tiên thánh, thản nhiên nói. Bản thánh đã cho các ngươi công đạo, lúc ấy các ngươi cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều vượt quá dự kiến các ngươi chính là, ta khôi phục thực lực lần nữa. Tiên thánh nhìn nghệ phong nói, cũng được, ngươi đã nói như vậy, vậy có phải đại biểu cho tiên cảnh ta có thể giam cầm Nguyệt Nhiên hay không? nghệ phong cười cười nói nếu ngươi cảm giác tiên cảnh các ngươi có thực lực này mà nói vậy ngươi đi tội ác chi thành thử xem một câu nói kia khiến sắc mặt tiên thánh đại biến người nào cũng biết trong tội ác chi thành có yêu thánh tọa trấn trừ khi là hắn tự mình ra tay bằng không không có khả năng uy hiếp được nguyệt nhiên huống chi cho dù không có yêu thánh nghệ phong cũng là trí tôn mặc dù nguyệt nhiên không đạt tới cấp độ trí tôn nhưng bằng vào trí tôn tinh đan võ giả dưới trí tôn muốn giam cầm nàng quả thực là vọng tưởng Nói cách khác, tội ác chi thành lúc này căn bản không phải là miếng thịt để tiên cảnh hắn muốn ăn lúc nào thì ăn. Cho dù thế lực tiên cảnh bọn họ khủng bố đến cực điểm, so với tội ác chi thành mạnh hơn không chỉ một hai lần, nhưng lại không làm gì được tội ác chi thành như trước. Đơn giản là võ giả đỉnh phong của tội ác chi thành quá mức cường hãn. Hừ, tiên thánh cũng không nói đề tài này nữa, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tà Thánh nói. Chí Tôn Yến rất nhanh sẽ bắt đầu, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn đánh một trận với ta sao? Tà thánh khẽ cười cười, lập tức nhìn tiên thánh nói. Người không ra tay, bản thánh tự nhiên không ra tay. Người ra tay, chẳng lẽ còn có thể nhìn ngươi khi dễ người thánh tông ta sao? Tiên thánh nghe được câu này, hừ một tiếng nói. Như vậy ngươi lệnh cho nghệ phong mang theo người của hắn rời đi. Tà thánh lắc lắc đầu nói. Lúc này địa vị của hắn ngang hàng với bản thánh, bản thánh không có quyền mệnh lệnh cho hắn. Hắn rời đi hay không rời đi, đó là chuyện của hắn nghe được tà thánh nói sắc mặt thiên thánh và tiên thánh đều biến đổi tiên thánh thở nhẹ ra một hơi cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng một chút hắn biết rõ nếu đánh nhau cùng tà thánh hắn căn bản không thể trợ giúp thiên phủ mà hắn càng không có khả năng ngồi nhìn thiên phủ bị diệt tiên thánh trầm mặc một hồi lâu thật lâu sau mới nhìn nghệ phong nói ma thánh ngươi hẳn là rất rõ ràng nếu tiếp tục đánh xuống sẽ liên lụy càng ngày càng rộng tiên cảnh ta cũng không hề sợ ngươi bất quá sợ là trí tôn yến cũng phải bỏ qua đương nhiên nếu ngươi cảm thấy trí tôn yến mở cũng được không mở cũng không sao cả bản thánh sẽ phụng bồi ngươi đối với trí tôn yến nghệ phong còn có chuyện phải làm trong đó hắn khẽ cười cười lập tức nhìn tiên thánh thản nhiên nói kỳ thật muốn bản thánh thối lui cũng rất đơn giản chỉ có điều cần giết vài người mà thôi thời điểm ánh mắt thiên thánh và tiên thánh chuyển hướng về phía hắn nghệ phong thản nhiên nói cao tầng thiên phủ năm đó chỉ thị kim ưng tông ám sát tần y toàn bộ đều phải chết. đương nhiên các ngươi cũng đừng vọng tưởng dùng kẻ chết thay lừa dối ta. ta đã chọn xong võ giả ngũ giai trở lên năm đó của thiên phủ toàn bộ phải chết. không có khả năng thiên thánh quát ha ha điều này có phải là không thể thương lượng? cũng tốt ta cho ngươi thêm một con đường trên trí tôn yến ta và ngươi quyết sinh tử chiến. ngươi chết hoặc là ta chết như thế nào nghệ phong cười hì hì nói ngươi. Thiên Thánh thiếu chút nữa tức phun máu, có khi dễ người như vậy sao? Rõ ràng thực lực của hắn không bằng Nghệ Phong, nếu sinh tử chiến mà nói, khả năng hắn tử vong lớn vô cùng. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện Tiên hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1754, lên đường. Thiên Thánh nhìn thiên phủ phía sau, lập tức nhìn Nghệ Phong và Tà Thánh trước mặt, đáy lòng vô cùng rõ ràng, lấy thực lực của hắn và Tiên. Thánh, căn bản là không ngăn hai người này được. Nghĩ vậy, thiên thánh không khỏi hít sâu một hơi, lập tức âm trầm nhìn nghệ phong nói. Bản thánh tiếp nhận, một câu nói kia, không chỉ là nghệ phong có chút sững sờ, ngay cả hai người tiên thánh và tà thánh cũng kinh ngạc nhìn thiên thánh. Thật không ngờ hắn thật sự đáp ứng loại ước chiến hoàn toàn không ngang cấp này. Người ngược lại có vài phần lương tâm, nghệ phong nhìn thiên thánh thản nhiên nói, cũng được, xem mặt mũi người chiếu cố tử tôn như thế. Bản thánh cho bọn họ sống lâu chút ít thời gian, hừ, thiên thánh nói, nghệ phong ngươi chờ đắc ý cho dù ta chết thật cũng tuyệt đối không cho ngươi sống khá giả đối với lời nói ác ý như vậy nghệ phong lựa chọn không đếm xỉa quay đầu nhìn về phía đám người tần y nói lui lại tần y nhẹ gật đầu bắt đầu hạ lệnh lui lại thiên thánh nhìn vô số võ giả thiên phủ vẫn lạc phía dưới khóe miệng hung hăng run rẩy một chút ánh mắt nhìn nghệ phong càng thêm đông lạnh nghệ phong không liếc nhìn thiên thánh quay đầu nhìn Thiên thánh nói tuy ta biết rõ ngươi rất muốn giết bản thánh chỉ là thật xin lỗi, bản, thánh không phải người đơn giản có thể chém giết, nếu người cố ý muốn giam cầm nguyệt nhiên mà nói, hoàn nghênh người tới tội ác chi thành. Tiên thánh nghe được nghệ phong nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm vào nghệ phong, thật lâu sau mới nói. Người đời đều nói tà ma yêu quái đều cùng một chỗ. Ta quả thật còn không biết tà ma yêu quái ở cùng một chỗ sẽ ra cái dạng gì, hôm nào sẽ tới mở rộng tầm mắt. Nghệ Phong khẽ cười cười nói, yêu thánh làm thế nào ta không thể đánh giá. Hắn gần đây luôn trung lập, hắn ở tội ác chi thành cũng là bởi vì tôn tử của hắn nhưng mà về phần tà ma xác thực là một thể ha ha tuy bản thánh rất muốn nói không phải nhưng ngươi sẽ tin sao tiên thánh hừ một tiếng nói như thế bản thánh sẽ trừ ma vệ đạo nói thật hay bất quá chờ tới lúc ngươi thành thần tiên chính thức đã ngươi còn cách tiên xa lắm nghệ phong cười ha ha nói bản thánh cũng rất muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là trừ ma vệ đạo như thế nào Tiên Thánh âm trầm nhìn Nghệ Phong, lập tức cười lạnh một tiếng nói: "Chí Tôn Yến có một quy củ trước khi tuyên bố trở thành Chí Tôn, hy vọng ngươi trôi qua một cửa này." Nói xong, Tiên Thánh cũng không nói chuyện tiếp, quay đầu biến mất trong hư không. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tà Thánh, không biết có quy củ gì. Chỉ có điều Tà Thánh chỉ cười lắc lắc đầu nói: "Quy củ là bố trí đối với kẻ yếu, dùng thực lực của ngươi thì sợ cái gì?" Nghe được câu này, Nghệ Phong nhẹ gật đầu, nhìn Tà Thánh dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa nghệ phong nhìn cả đám tần y nói trở về đi qua một thời gian ngắn ta tự mình giúp nàng báo thù cả đám bắt đầu hạ lệnh võ giả lui lại thiên thánh nhìn đám người tần y lui lại trên mặt cũng không có vẻ cao hứng trong mắt có tức giận và lo lắng như trước trải qua náo động như vậy thanh danh của nghệ phong vốn như mặt trời ban chưa tăng vọt lần nữa lần trước đánh bại hồng thánh tất cả mọi người còn bán tín bán nghi chỉ là giờ phút này đánh bại thiên thánh là vô số người tận mắt nhìn thấy thiên thánh hoàn toàn bị nghệ phong đuổi giết. Thiên thánh là một người bài danh trong thập đại trí tôn, tuy không thể xếp vào trước năm. Nhưng mà thực lực so với hồng thánh tự nhiên mạnh hơn rất nhiều. Dùng thực lực nghệ phong hoàn toàn áp chế thiên thánh, rất hiển nhiên nghệ phong đạt đến trước năm. Suy đoán như vậy, khiến một loạt chí tôn hoảng sợ không thôi. Thực lực bực này, bọn họ đã nằm phía dưới nghệ phong. Quan trọng nhất là, quan hệ của nghệ phong với hai vị trí tôn yêu tà đều cực kỳ thân mật. Lấy tam giác vàng bọn họ còn có ai có thể làm gì được Nghệ Phong? Tiên Thánh không phải cũng bại lui mà về, đối với Nghệ Phong không có chút biện pháp nào sao? Một loạt trí tôn nghĩ đến Nghệ Phong cường thế, nguyên bản các thế lực may mắn có trí tôn trở về, lúc này đều trầm mặc lại. Bọn hắn còn phân phó thủ hạ, không được đơn giản chiêu chọc Nghệ Phong và người có quan hệ với hắn. Từ chuyện Thiên Phủ lần này có thể nhìn ra, Nghệ Phong bây giờ căn bản không hề cố kỵ, ai đối phó hắn, hắn sẽ cắn người đó hết lần này tới lần khác thực lực của hắn cơ hồ là tăng nhanh tới yêu nhiệt, căn bản không có mấy người có thể đỡ nổi hắn. Sau khi cả đám trở lại tội ác chi thành, ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày, cũng đến thời gian trí tồn yến diễn ra. Sau khi yêu thánh nhắc nhở nghệ phong, để cho yêu ngọc chuẩn bị, rất hiển nhiên là yêu thánh chuẩn bị mang yêu ngọc đi trước. Tần y nằm trong ngực nghệ phong, sau khi ngồi dậy trợ giúp nghệ phong thay đổi quần áo, nhẹ nhàng hôn một ngụm ở trên mặt nghệ phong nói. Để cẩn thận một chút, nghệ phong lắc đầu, hai tay ôm chặt thân hình trơn bóng điên đảo chúng sinh của tần y, hai người dán sát vào nhau không có một chút khe hở. Nghệ Phong nhìn tần y nói, tỷ theo giúp ta, ta đi cùng đệ, tần y kinh ngạc, thật không ngờ Nghệ Phong lại nói như vậy. Nghệ Phong nhẹ gật đầu cười cười nói, ừ, tần y tìm được xác nhận, hai tay ôm chặt Nghệ Phong. Tham gia trí tôn yến chỉ có trí tôn, đương nhiên trí tôn có thể dẫn người đi theo. Mà người mang theo ngoại trừ hộ pháp ra, còn lại cũng chỉ có người có quan hệ thân mật nhất. Tựu như yêu thánh mang yêu ngọc hoàn toàn là bởi vì yêu ngọc là chủ nhân tương lai của yêu tộc mà trong tất cả nữ nhân nghệ phong lựa chọn nàng không thể nghi ngờ là xác nhận thân phận cầm đầu của nàng bất kỳ một nữ nhân nào tìm được nam nhân mình yêu mến biểu lộ yêu nàng nhất thì luôn vô cùng cảm động tỷ không ở bên cạnh ta ta sợ sẽ tay nghệ phong xoa nắn ra thịt mềm mại của tần y thở ra bên tai tần y nói tần y trắng mắt nước nhìn nghệ phong nghĩ thầm khi nào ngươi sợ qua ai ưng ừ, tần y nhẹ gật đầu xem như đồng ý chuyện tình đi trí tôn yến. Nghệ Phong khẽ cười cười, đối với nữ nhân trước mặt, từ vừa mới bắt đầu đã thích đến tâm khảm. Những năm này tuy vì nguyên nhân hàn độc mà thời gian nàng ở bên cạnh mình không nhiều lắm, nhưng mà tình yêu của hắn dành cho nàng càng ngày càng tăng. Yêu Thánh nhìn thấy Nghệ Phong mang theo tần y xuất hiện, hơn nữa còn cùng một chỗ đi tới trí tôn yến, sau khi nao nao, cũng minh bạch Nghệ Phong có ý tứ gì, bất quá hắn đối với chuyện tình của Nghệ Phong cũng không có ý kiến. Ngược lại yêu Ngọc cười hì hì nhìn tần y nói. Đại tẩu, chúc mừng, tần y trắng mắt liếc yêu ngọc, tuy đấy lòng vui sướng, nhưng lại không hiện trên mặt. Đi thôi, cho người đi xem trí tôn yến một chút, đó là lực lượng khống chế đại lục chân chính. Ha ha, đàm tiếu nhân gian có thể đơn giản cắt phân đại lục, đồng dạng có thể quyết định sinh tử vô số người. Đó là người đời đánh giá trí tôn yến, còn gọi là chư thần hội tụ. Lời nói của yêu thánh khiến nghệ phong cười cười, thần mà như bọn họ sao. Bất quá, trong mắt người đời, trí tôn xác thực là thần cao không thể chạm ha ha, ta cũng muốn gặp một nhóm người nắm đại lục trong tay này. Nghệ Phong kéo tay Tần Y cười nói, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 1755, Chủ vị trí tôn. Địa phương tiên thánh tuyển chọn cũng không phải tiên cảnh, mà là trên một ngọn núi cực cao ở trung tâm đại lục, ngọn núi mây mù vây quanh. Quang cảnh vô cùng xinh đẹp, tựa như thánh phủ tiên cảnh. Nguyên bản dãy núi gập ghềnh, Lúc này đã sớm xuất hiện một tòa cung điện, cung điện này vô cùng xa hoa tôn quý, dường như vạn vật thiên địa đều bị cung điện này khống chế. Tần Y và Yêu Ngọc nhìn cung điện phát ra khí thế bành trướng như thế, đáy lòng cũng có chút rung động. Mà chỉ có Yêu Thánh bên cạnh cười cười giải thích nói. Giờ phút này khống chế đại lục xác thực ở trong cung điện này. Mỗi một lần trí tồn yến đều làm xa hoa tôn quý không ai bị nổi, lần này chỉ là tầm tầm, so với lần thứ nhất còn kém rất xa. Nghe được Yêu Thánh nói yêu ngọc líu lưới không thôi, nghĩ thầm nếu tôn quý xa hoa như lần thứ nhất, vậy sẽ rung động như thế nào. Năm đó có một thánh cấp ngũ dài được phái thủ vệ một cung điện do trí tôn kiến tạo làm trí tôn yến. Chỉ là thời điểm vị thánh cấp ngũ giai này chạy tới đó liền phủ phục trên mặt đất, hắn bị khí thế cao quý và cao không thể chạm nhiếp tâm hồn. Yêu thánh nói, nghe được câu này, trong lòng nghệ phong cả kinh, tâm trí thánh cấp ngũ giai kiên định thế nào tự nhiên không cần phải nói. Người như vậy cư nhiên bị một tòa kiến trúc nhiếp tâm hồn, tòa kiến trúc này sẽ rung. Động như thế nào, nghệ phong lắc đầu, ánh mắt nhìn cung điện xa xa. Nghĩ thầm không hổ là tụ hội cao cấp nhất đại lục, chỗ hội họp đái ngộ cũng là tốt nhất. Yêu thánh nhìn tần y và yêu ngọc nói, đi thôi, cùng bản thánh và nghệ phong đi vào. Ha ha, nhìn xem lão gia hỏa tiên thánh kia tổ chức trí tôn yến lần này rốt cuộc muốn cái gì. Nghệ phong cười cười nói, tám chín phần mười là nhầm vào ta và tà thánh, yêu thánh không nói gì, chỉ cười cười, hai phái tiên tà là kẻ thù truyền kiếp vô số năm, lúc này bởi vì nghệ phong thánh thành ẩn ẩn có ý tứ áp chế tiên cảnh như thế sao có thể không khiến tiên thánh lo lắng tại thời điểm nghệ phong chuẩn bị đi tới đột nhiên một tiếng cười cởi mở truyền đến ha ha yêu thánh ma thánh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nghệ phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy lạc thánh hạ xuống bên cạnh hắn ha ha lão ra hỏa ngươi sao còn chưa chết yêu thánh hiển nhiên rất quen thuộc đối với lạc thánh nhìn lạc thánh cười mắng một tiếng ha ha ngươi còn chưa chết ta làm sao chết được bất quá bí cảnh bị hư hao chúng ta cũng mau chết thôi ha ha lạc thánh cười nói yêu thánh cười cười đáp lại vậy cũng không nhất định ngươi nịnh nọt nghệ phong một chút nói không chừng tương lai có thể kéo dài tánh mạng giúp ngươi lạc thánh nhìn thoáng qua nghệ phong lập tức cười nói thật không ngờ ngươi đã đến được trí tôn trong thời gian ngắn ngủi như vậy thật khiến ta ngoài ý muốn nghệ phong cười cười nói còn phải đa tạ lạc thánh ban đầu giúp ta ở tần gia trang lạc thánh cười cười nói không sao giúp ngươi cũng là giúp mình bất quá ta lại hy vọng ngươi giống như lão gia hỏa yêu thánh này nói có thể đi đến một bước kia đến lúc đó ta cũng sẽ không sợ chết nghe được câu này nghệ phong khẽ cười cười nói một bước kia đâu dễ bước ra chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó mà thôi ngay cả ngươi cũng nói không dễ vậy chúng ta dứt khoát chờ chết rồi lạc thánh cởi mở cười nói nghe được câu này nghệ phong cùng yêu thánh đồng thời cười to Ba vị trí tôn cười thật vui vẻ, không biết chuyện tình gì mà vui vẻ như vậy, nói ra để cho ta cũng cười cho vui. Ha ha, một thanh âm rơi xuống, thân ảnh độc thánh rơi vào địa phương cách nghệ phong không xa. Nghệ phong nhìn lại, hắc vụ quấn quanh độc thánh như trước, sau lưng mang theo hai cấp bậc chuyển trí tôn làm hộ pháp, bọn họ đồng dạng có hắc vụ quấn quanh, khiến người ta có cảm giác yêu dị, cực kỳ không thoải mái. Yêu thánh nhìn độc thánh, cười mắng, lão độc vật ngươi cách ta xa một ít, một thân độc khí cũng không thu liễm mỗi lần nhìn thấy ngươi đều hận không thể một cái tát đập chết ngươi. Độc thánh nghe được yêu thánh cười mắng cũng không thèm để ý. Ha ha, nếu người khác nói như vậy, ta nhất định luyện thành hắn độc thể, để cho hắn nhận hết tra tấn mà chết. Chỉ là ta không đánh lại con rắn chết ngươi, khụ, chỉ có thể cho ngươi mắng. Nghe được độc thánh nói, yêu thánh cũng cười, dám mắng ta rắn chết, xem ra trí tồn yến lúc này chúng ta phải giao lưu trao đổi rồi. Đừng, độc thánh tranh thủ thời gian nói, ta không có thói quen chịu ngược đãi hơn nữa ta có hẹn ước với ma thánh hai người chúng ta muốn chiến một hồi phải không ma thánh nghệ phong cười cười nói nêu độc thánh hứng thú mà nói ta cam tâm tình nguyện phụng bồi vậy là tốt rồi độc thánh nói ta cũng muốn biết một chút trí tôn trẻ tuổi nhất đại lục từ trước tới nay cường hãn cỡ nào yêu thánh cười nói lão độc vật chú ý nếu không vị trí trước năm của ngươi khó giữ được độc thánh lơ đễnh nói chỉ cần không phải là ba người biến thái các ngươi ra tay ta không sợ ai cả Yêu thánh cười cười, cũng không nói chuyện. Sau khi độc thánh đơn giản trao đổi với nghệ phong, lập tức rời ba người tiến vào cung điện. Nghệ phong thấy đối phương rời đi, nhìn yêu thánh nói. Người này cùng thánh tông ta quan hệ là địch hay là bạn? Yêu thánh nói, lão độc vật này quan hệ với ai cũng tương đối tốt, nhưng quan hệ với ai cũng kém. Bất quá thân là trí tôn, rất ít khi đứng thành hàng, phần lớn đều là làm theo ý mình. Dù sao, cường giả bực này ngạo khí dị thường, thiên địa trí tôn, cần gì phải đứng thành hàng với ai. Mà Lạc Thánh một mực bên cạnh không nói gì, lúc này lại đột nhiên nói. Điều này cũng không phải nhất định, Thánh Thành dần dần cường thế. Những trí tôn kia muốn cam đoan đại lục cân đối, muốn duy trì địa vị duy ngã độc tôn của bọn họ. Sẽ không có khả năng ngồi nhìn Thánh Thành không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tối thiểu sẽ không để cho các người đơn giản thu thập tiên cảnh, dù sao không có tiên cảnh chống đỡ Thánh Thành, đại lục này sẽ không có ai có thể ngăn cản Thánh Thành. Yêu Thánh Tán Thành gật đầu nói lời lạc thánh nói có đạo lý, không bài trừ có chút trí tôn sẽ dựa vào tiên cảnh. Nghệ Phong cười nói, chúng ta suy đoán cũng vô dụng, đi thôi, vào xem, nói xong, hắn kéo tay tần y, dẫn đầu tiến vào trong cung điện. Tiến vào trong cung điện, một mảnh xanh vàng rực rỡ, khắp nơi tản ra khí tức xa hoa, khiến người ta cảm giác ở trong một loại vinh quang cực hạn. Nghệ Phong, người muốn ngồi vị trí nào? Yêu Thánh đột nhiên nhìn Nghệ Phong nói, Nghệ Phong sướng sờ, nhìn về phía trên đại sảnh, ở đây đã có mấy trí tôn nhập tỏa. Hơn nữa những trí tôn này ngồi cũng có quy luật, phân ra hai cấp độ, một loại là chỗ ngồi mang theo chữ trí tôn, còn chỗ ngồi còn lại thì không có. Đây có 18 chủ tỏa, ghế có chữ trí tôn chỉ có 10 cái, rất hiển nhiên là lưu cho 10 vị trí tôn đại lục. Đã đến đây, tự nhiên phải ngồi ghế trí tôn, nghệ phong khẽ cười cười nói, yêu thánh nói, ha ha, vậy thì nhìn xem ngươi có thể đuổi vị trí tôn kia xuống hay không. Nghe được yêu thánh nói, khóe miệng nghệ phong mang theo một tia tiếu dung tả, ánh mắt nhìn về một chỗ. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1756, Y Thánh, mặc dù ghế trí tôn chưa ngồi hết, nhưng lại có hai người quen ở phía trên. Một người là Thiên Thánh, một người là Hồng Thánh. Hồng Thánh chứng kiến nghệ phong tiến đến, sắc mặt hơi đổi. Nhớ tới nghệ phong cho hắn một kiếm kia, hắn liền không nhịn được cảm giác trái tim băng giá một hồi đặc biệt thời điểm ánh mắt nghệ phong chuyển rời đến người hắn hắn càng cảm giác rất kinh hãi nghĩ thầm nghệ phong có thể ra tay đối với hắn hay không cướp ghế trí tôn của hắn đi mà khiến hồng thánh buông lỏng một hơi là ánh mắt của nghệ phong không chăm chú hắn nữa quay đầu nhìn về phía thiên thánh cũng không để ý tới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú một kiếm thẳng tắp bổ về phía thiên thánh thiên thánh thấy nghệ phong không nói một lời đã dùng một kiếm đâm tới hắn trong lòng giật mình tranh thủ thời gian lách mình rời đi thiên thánh tránh đi một kiếm này của nghệ phong, sắc mặt giận dữ, nhìn nghệ phong phẫn nộ quát một tiếng nói. Ma thánh, ngươi đừng hiếp người quá đáng, nghệ phong nhún nhún vai nói, dù sao không lâu nữa ngươi sẽ chết, chỗ ngồi lưu cho ta cũng không vấn đề, ngươi, sắc mặt thiên thánh đỏ lên, hắn đã quên bao nhiêu năm không nổi giận như vậy. Nghệ phong khi dễ hắn đến loại tình trạng này, ngay cả ghế trí tôn của hắn cũng muốn cướp đoạt, đây không thể nghi ngờ là đang tát mặt hắn ở trước mặt những trí tôn này trí tôn trước giờ duy ngã độc tôn bọn họ càng quan tâm ra mặt của mình nghệ phong cử động lấn hiếp người quá đáng như thế khiến toàn thân thiên thánh run rẩy không thôi nghệ phong ngươi sẽ vì hành vi của ngươi mà trả giá thật nhiều thiên thánh phẫn nộ quát nghệ phong không sao cả nhún nhún vai nói bản thánh chờ ngươi nếu ngươi không rời khỏi trí tôn vị cũng đừng trách hiện tại bản thánh xuất thủ thiên thánh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nghệ phong không thể che giấu hung quang trong mắt mà khiến nghệ phong kinh ngạc chính là thiên thánh rõ ràng yên lặng không nói đứng lên ngồi xuống ghế không có chữ trí tôn không chỉ là nghệ phong chừng to mắt ngay cả chút ít trí tôn đã tới chỗ này cũng sướng sờ bọn họ nguyên lai tưởng rằng thiên thánh sẽ không chịu nổi loại vũ nhục này sẽ tranh tài một hồi với nghệ phong chỉ là thiên thánh này cũng quá không có cốt khí a vài trí tôn ở đây trầm mặc một hồi nguyên một đám nhìn thiên thánh mang theo ánh mắt hèn mọn làm trí tôn cho dù không đánh lại nghệ phong dưới loại vũng nhục này cũng phải phản kháng a trí tôn có tôn nghiêm của mình đối với bọn hắn mà nói tôn nghiêm là không thể vũng nhục thấy thiên thánh rời đi nghệ phong kéo tần y ngồi xuống lên ghế có chữ trí tôn đương nhiên tần y là ngồi ở bên cạnh hắn bên cạnh từng chủ vị đều có hai ghế ngồi tần y ngồi vào chỗ của mình nhìn thoáng qua thiên thánh đang ngồi ở đằng kia nhìn nghệ phong nhắc nhở hắn nhường chỗ nhanh như vậy sợ là có âm mưu bên trong để cẩn thận một chút nghệ phong nhẹ gật đầu nhìn tần y nói không sao không cần lo lắng quá nhiều trong này còn có yêu thánh và tà thánh không có khả năng để ta vẫn lạc ở nơi này tần y nghe nghệ phong nói như vậy lo lắng trong lòng mới biến mất không còn một mảnh sau khi nghệ phong ngồi vào chỗ của mình nguyên một đám trí tôn lục tục mang theo hộ pháp hoặc truyền nhân tiến đến mà chút ít trí tôn nhìn chủ vị trí tôn của thiên thánh mà giờ phút này nghệ phong đang ngồi tất cả đều kinh ngạc không thôi bất quá bọn họ rất nhanh đoán ra phát sinh cái gì ánh mắt nhìn thiên thánh đều mang theo một thần sắc khác thường. Mà lúc những trí tôn này dò xét, thiên thánh siết chặt năm tay, gân xanh trên tay bạo động, cố gắng dẹp loạn cảm xúc không thể áp chế trong lòng. Nghệ phong, ta muốn ngươi chết, thiên thánh cắn hàm răng, trong lòng yên lặng nói. Ta cho ngươi đắc ý trong chốc lát, yêu thánh ngồi ở chủ tịch nhìn nghệ phong, giới thiệu cho nghệ phong một đám võ giả đạt tới thực lực cấp bậc trí tôn. Tuy lúc trước nghệ phong nghe thánh chủ nói qua một lần, nhưng căn bản chưa gặp qua bao nhiêu người, sau khi yêu thánh giới thiệu một phen nghệ phong yên lặng ghi nhớ những người này vào trong lòng mà sau khi một lão giả mặc áo bào trắng đi vào yêu thánh nhìn nghệ phong nói người này ngươi phải nhớ kỹ mặc dù hắn đứng hàng thứ bảy trong trí tôn nhưng hắn còn có một thân phận khác thân phận này cho dù thân là trước ba chúng ta đối mặt hắn cũng không có chút yêu thế nào nghệ phong sướng sờ rất nghi hoặc nhìn lão giả áo bào trắng vẻ mặt lão giả áo bào trắng nhìn như hiền lành vui vẻ tựa như một pho tượng phật di lặc phổ độ chúng sinh tản ra một loại khí tức thoải mái rất quỷ dị. Danh hào của hắn là Y Thánh, là người duy nhất trên đại lục đạt tới Y Sư cấp 11. Đây là cực hạn mà Y Sư có khả năng đạt tới, đan dược mà Hồng Nhan chi kỷ nguyệt nhiên của ngươi sử dụng, là vật phẩm hắn luyện chế ra. Hơn nữa bởi vì hắn có thân phận này, ở trong các trí tôn cũng rất có nhân mạch. Nếu như có thể, tận lực không cần phải đắc tội hắn, hắn và ta giống nhau, đều là nhân vật trung lập. Đương nhiên cũng hơi giống ta, Ta và Thánh Thành có chút gần một ít, mà hắn và Tiên Cảnh gần một chút ít." Yêu Thánh giải thích nói, trong lòng Nghệ Phong hơi rung động, thật không ngờ lão giả này còn có thân phận như vậy. Thân phận như thế, khó trách Yêu Thánh đặc biệt nhắc nhở. Tựa hồ phát giác được ánh mắt Nghệ Phong dò xét hắn, Y Thánh đầu chuyển hướng về phía Nghệ Phong, lập tức khẽ cười cười, nhìn Nghệ Phong nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Nghệ Phong đồng dạng nhìn về đối phương mỉm cười ý chào, ánh mắt lập tức chuyển qua hướng khác dù sao không ai thích người khác nhìn mình chằm chằm hiện tại đang vào là ám thánh trong bài danh trí tôn đứng hàng thứ tư thực lực sâu không thể lường lúc trước ta thử giao thủ qua với hắn hắn có pháp tác hủ thực cùng pháp tác chi quang hơn nữa có thể nói dung hợp hoàn mỹ cường độ pháp tác chỉ hơi kém pháp tác thôn vệ của ta một bậc nếu không bởi vì căn cơ của hắn không thâm hậu bằng ta chắc hẳn đã nổi danh cùng ta nghệ phong quay đầu nhìn về phía ám thánh trong nội tâm có chút cảnh giác đối với hắn có thể khiến yêu thánh đánh giá như thế tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản. Hơn nữa từ trong giọng nói yêu thánh nghe được, nếu mình và hắn đối chiến mà nói, sợ là bại nhiều thắng ít. Theo yêu thánh tiếp tục giới thiệu nguyên một đám trí tôn, tà thánh mang theo triệu lão cũng đã đến, bên người còn có mấy hộ pháp. Nghệ phong chứng kiến triệu lão cũng không kỳ quái, lấy thực lực của triệu lão, chắc hẳn cũng đạt tới cấp bậc trí tôn. Từ chỗ ngồi là 18 vị là có thể nhìn ra được, tuyệt đối là lưu lại cho triệu lão và đế lão tiên cảnh. Dù sao, trí tôn ra khỏi bí cảnh chỉ có 15 người. Chỗ ngồi còn lại này, nhất định là cho hai vị mạnh nhất đại lục. Sau khi tà thánh đi vào, nhìn nghệ phong nhẹ gật đầu, ngồi xuống trên hàng ghế trí tôn chủ trì. Triệu lão đồng dạng gật đầu đối với nghệ phong, ngồi xuống chủ vị trí tôn bên ngoài. Sau khi tà thánh ngồi vào chỗ của mình, tiên thánh cũng mang theo đế lão ngồi xuống. Chỉ có điều chứng kiến nghệ phong ngồi ở chủ vị, trí tôn, có chút nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1757 đều là trí tôn. Sau khi tất cả trí tôn đều đã ngồi đủ, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ trên người tiên thánh, trí tôn tụ hội lần này là do hắn khởi sướng, tự nhiên phải đợi hắn lên tiếng. Tiên thánh trầm mặc một hồi mới nói ra, trí tôn tụ hội lần này là nhiều nhất từ trước tới nay. Trí tôn 10 vị, thực lực trí tôn 8 vị, nói đến đây, tiên thánh dừng một chút mới tiếp tục nói cũng chính bởi vì vậy cho nên trí tôn càng cần được tụ hội miễn cho một ít người sinh lòng nhé con không sợ cọp những lời này lập tức khiến ánh mắt một đám trí tôn nhìn nghệ phong rất hiển nhiên những lời này là nhằm vào nghệ phong đối với ánh mắt của mọi người nghệ phong coi như không thấy vuốt vuốt ngón tay tần y như trước điều này khiến hai người hồng thánh và thiên thánh không nhịn được hừ một tiếng ha ha bất quá người tuổi trẻ có chút tính tình là tốt nhưng mà quá mức như vậy thành không để những lão trí tôn chúng ta vào mắt tiên thánh ít mắt cười hì hì nói các ngươi nói là ai vậy một đám trí tôn thấy ánh mắt tiên thánh quét về phía bọn họ nguyên một đám đưa ánh mắt chuyển tới một chỗ bọn họ tự nhiên sẽ không ngốc đến nổi phát biểu ý kiến gì người nào không biết nghệ phong đứng chung một chỗ với tà thánh một nghệ phong bọn họ còn dám đắc tội nhưng sau lưng nghệ phong còn có một tà thánh hơn nữa còn có yêu thánh với quan hệ mập mờ đây không phải là bọn họ có thể đắc tội cho nên ánh mắt tiên thánh nhìn bọn họ, nguyên một đám coi như không thấy. Tiên thánh thấy một đám trí tôn như thế, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt đứng ở trên người nghệ phong, đột nhiên nói. Ma thánh, người nói có đúng hay không? Đúng, quá đúng rồi, nghệ phong gật đầu rất chân thành nói. Suốt cuộc là ai kiêu ngạo như vậy, có thể không để mọi người vào mắt. Đừng cho ta biết rõ, để cho ta biết mà nói, ta nhất định đánh cái mông của hắn. Sao không biết kính dạ yêu trẻ như vậy? Tần y thấy biểu lộ nghệ phong tức giận dị thường, không khỏi nhéo nhéo bàn tay nghệ phong, muốn ngăn nghệ phong không cần phải mất thể diện ở đây. Chỉ là giống như nghệ phong không có chút phát giác nào, biểu lộ rất là đồng ý với tiên thánh như trước. Ha ha, ma thánh quả nhiên là người thẳng thắng, ma thánh cũng cho rằng như vậy, vậy thì dễ nói. Tiên thánh cười tùm tìm nhìn nghệ phong, đã như vậy, vậy thì trước tiên mời ma thánh trả lại chủ tịch trí tôn cho thiên thánh A. Nghệ phong rất kinh ngạc nhìn tiên thánh nói tiên thánh có phải là nói sai rồi không? Cái này là vừa rồi thiên thánh nhường cho ta. Ha ha, hắn nguyện ý nhường, ta nguyện ý ngồi, e rằng tiên thánh nhiều chuyện rồi. Một câu nói kia khiến sắc mặt thiên thánh biến đổi, lập tức hừ một tiếng, hiển nhiên là phát tiết bất mãn trong lòng. Ma thánh muốn trở thành trí tôn, vậy thì phải dựa theo cấp độ trí tôn. Mạnh mẽ đoạt chủ tịch trí tôn của đối phương như vậy, đây là sự tình dùng thân phận ma thánh có thể làm ra được sao? Tiên thánh hít mắt nhìn nghệ phong như trước, cấp độ, cái cấp độ gì, có phải là nhiều hơn phân nửa trí tôn đồng ý ta có trí tôn vị hay không, lúc đó mới có thể ngồi ở chỗ này. Đã như vậy, bản thánh hỏi một chút, mọi người có đồng ý để ta trở thành trí tôn hay không? Nghệ Phong cười nói, trong cái nhìn soi mói của tiên thánh, Nghệ Phong nhìn phía dưới hỏi. Ta hô ba tiếng, phản đối thì giơ tay, không phản đối thì trầm mặc. mọi người thấy có được không? Nói xong, thời điểm mọi người còn đang trầm mặc nghe những lời này của Nghệ Phong, Nghệ Phong đột nhiên hô. Ba, hô xong tiếng ba, nghệ phong căn bản không cho người khác cơ hội, nhìn tiên thánh nói. Đó, người cũng thấy được, tất cả mọi người đồng ý ta trở thành trí tôn, Khổ, ngay cả người cũng đồng ý, như vậy cho thấy ta thành trí tôn vị là ai cũng đồng ý. Tốt lắm, ghế trí tôn cứ định xuống như vậy, ngươi, thiên thánh suýt nữa bạo khí, thủ đoạn vô sỉ như vậy cũng có thể thi triển ra. Ai nha, thiên thánh, ngươi không nên kích động, tuy ta biết rõ mọi, người tán thành ta làm trí tôn ngươi thật cao hứng, nhưng mà cao hứng cũng muốn bảo trì hình tượng trí tôn của ngươi a à. nghệ phong nghiêm trang nói thiên thánh gắt gao nhìn chằm chằm vào nghệ phong dưới tình cảnh nghệ phong cười nhạt cuối cùng vẫn ngồi xuống không nói cái gì nữa ha ha ma thánh ngược lại thật khiến ta mở rộng tầm mắt trong trí tôn có nhân vật như ngươi mặt mũi trí tôn chúng ta còn đâu nữa chứ tiên thánh nói muốn mặt mũi điều kiện tiên quyết là ngươi có mặt mũi chỉ là ngươi có sao nghệ phong nhìn tiên thánh rất chăm chú hỏi một câu nói kia khiến khuôn mặt tiên thánh biến đổi, hừ một tiếng nói. Ma thánh, trí tôn yến không phải địa phương người quấy rối tiên thánh uy phong thật to, ha ha, trên trí tôn yến trí tôn ngang hàng. Chẳng lẽ người còn bá đạo không cho người ta lên tiếng hay sao? Về phần chuyện tình ghế trí tôn, nếu thiên thánh không cam lòng, vậy cướp về là được. Hay là người muốn xuất đầu dùm hắn? Tà thánh thản nhiên nói, lời nói của tà thánh lập tức khiến một đám trí tôn lâm vào trầm mặc lần nữa rất hiển nhiên chuyện tình hai người này đối chọi gay gắt là rất bình thường bọn họ sớm đã quen tình huống như vậy ý tứ của tà thánh là trước khi ma thánh có danh nghĩa trí tôn đã có thể ngồi ghế trí tôn rồi sao tiên thánh nhìn nghệ phong nói tà thánh không sao cả nói đó là chuyện giữa thiên thánh và ma thánh bọn họ làm như thế nào là chuyện của bọn hắn bản thánh cảm thấy tiên thánh không cần nhiều chuyện hừ tiên thánh nói gì vậy trí tôn yến này là bản thánh tổ chức vậy thì phải dựa theo quy củ tiên thánh nói Nghe được câu này, Nghệ Phong không sao cả nhún nhún vai nói. Cái này có cái gì khó đâu, không phải là 18 cái ghế sao. Đều dùng xương hô trí tôn là được, mọi người thấy phải không? Đế lão, chắc hẳn ngươi sẽ không cự tuyệt danh hiệu trí tôn này chứ. Nghệ Phong hít mắt nhìn đế lão, đế lão cũng thật không ngờ Nghệ Phong sẽ hỏi hắn. Đối với danh hiệu trí tôn cao nhất như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng mà đồng dạng, hắn cũng sẽ không đáp lại lời nói của Nghệ Phong. Nếu đáp ứng, cái này chẳng phải phối hợp nghệ phong tát lên mặt tiên thánh sao. Nghệ phong thấy đế lão không nói gì, quay đầu nhìn tiên thánh nhún nhún vai nói. Ngươi xem, ngay cả người tiên cảnh ngươi cũng cho rằng đề nghị này của ta rất hay, đã như vậy, vậy thì tất cả có thực lực trí tôn đều đổi thành trí tôn là tốt rồi. Tiên thánh nghe được nghệ phong nói, suýt nữa hắn tức điên. Từ trước tới nay, ghế trí tôn chỉ có 10 cái. Không có khả năng tăng thêm nữa, đề nghị này của nghệ phong hoàn toàn là cua đúa cả nắm nhưng mà tiên thánh cũng hiểu được, nếu hắn cự tuyệt mà nói, điều này bằng với việc đắc tội với tất cả cường giả không có ghế trí tôn. Chẳng lẽ tiên thánh không cảm thấy đề nghị này của ta rất tốt sao? Nghệ Phong cười tủm tỉm nhìn tiên thánh, tiên thánh hừ một tiếng nói, bản thánh tự nhiên không có dị nghị gì, bất quá trí tôn còn lại bản, thánh cũng không biết, đã như vậy, vậy thì mời các vị trí tôn biểu quyết đi. Nghệ Phong cười tủm tỉm nhìn tiên thánh, trong mắt có quang mang nhìn ngấm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1758 Kim Thánh, một loạt trí tôn nghe được Nghệ Phong nói, bọn họ càng có vẻ trầm mặc. Đối với tất cả tồn tại có thực lực đạt tới trí tôn đều dùng danh hiệu trí tôn, đáy lòng bọn họ cuối cùng là không muốn, điều này tương đương với địa vị của bọn họ giảm xuống. Nhưng mà, muốn bọn họ mở miệng cự tuyệt bọn họ cũng sẽ không làm. Dù sao đây là chuyện đắc tội với người, tiên thánh thấy mọi người như thế, hắn cười ha ha nói chuyện này không vội, hay là trước giải quyết chuyện tình của nghệ phong A, dựa theo quy củ lúc trước, trở thành trí tôn phải có 5 vị trí tôn trở lên đồng ý. Mà ngươi lại tự chủ tuyên bố trở thành trí tôn, điều này đã phạm vào tối kỵ, phải không? Nghệ phong nhìn tiên thánh kinh ngạc nói, trước kia bản thánh không biết thì làm sao bây giờ? Tiên thánh nhìn nghệ phong nói, đương nhiên, bản thân mình tuyên bố trí tôn cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần thực lực của ngươi có thể phục chúng. Vậy chuyện tình ngươi trở thành trí tôn sẽ không có người so đo. Nghệ Phong hít mắt, nhìn tiên thánh nói, đây là quy củ ngươi nói sao, tiên thánh gật đầu nói, đây là quy củ trở thành trí tôn từ trước tới nay. Tà thánh, ngươi không có ý kiến chứ, ý kiến, a à, không có ý kiến, bất quá bản thánh có thể nhắc nhở mọi người, mà thánh vừa mới trở thành trí tôn, khống chế lực lượng còn không có thành thạo. Mọi người muốn tìm hắn tỉ thí mà nói, tốt nhất phải cẩn thận một chút. Nói không chừng đại lục lại mất đi vài vị trí tôn thì khổ. Tà thánh rất chân thành nhắc nhở. Nghệ Phong tự nhiên rất phối hợp nói, tà thánh nói rất đúng, bản thánh khống chế lực lượng còn chưa thành thục lắm, nếu nặng tay, mong mọi người đừng trách ta. Nghe được những lời này của Nghệ Phong, trong lòng một ít chí tôn mắng một tiếng, thầm nghĩ điều này rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Bất quá, những lời này của Nghệ Phong cũng khiến vài cái chí tôn bỏ đi ý niệm trong đầu. Dù sao, thực lực trước năm của Nghệ Phong bày rõ ràng ra đó. Nếu đánh nhau với Nghệ Phong, thật đúng là không phải đối thủ. Ha ha, đã không có ai lĩnh giáo thực lực ma thánh. Vậy bản thánh thử xem a, à, nhìn xem ma thánh có phải là lợi hại giống như đồn đãi hay không. Đang lúc mọi người trầm mặc, một thanh âm đột nhiên bay lên. Lông mày nghệ phong nhíu lại, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy kim thánh đứng lên nhìn nghệ phong. Kim thánh, một thân pháp tắc kim thuộc tính xuất thần nhập hóa. Đứng hàng thứ sáu trí tôn vị, người này khiêu chiến nghệ phong, thực lực coi như xứng đôi với nghệ phong. Đã như vậy, vậy thì tranh tài một hồi a. À nghệ phong cũng không nói nhảm đối với người khác khiêu chiến hắn tự nhiên sẽ không chối từ quan trọng nhất là hắn muốn đào móc toàn bộ tiềm lực ra tăng lên trong chiến đấu là lựa chọn tốt nhất mà bây giờ có thể chiến đấu với hắn chỉ có võ giả cấp độ trí tôn cho nên nghệ phong đối với khiêu chiến của một trí tôn đều vui vẻ tiếp nhận hơn nữa dùng tình huống hiện tại cho dù hắn không tiếp thụ cũng khó có khả năng ma thánh quả thật hào khí đi cho bản thánh nhìn xem thủ đoạn của ma thánh nói xong Kim Thánh liền từ ghế chủ tịch bay nhanh vào hư không. Nghệ Phong nhìn Tần Y bên cạnh cười cười, buông nắm tay Tần Y ra, theo tiếng Tần Y dặn dò chú ý, thân ảnh lóe lên, cũng bay nhanh tiến vào trong hư không. Nghệ Phong đứng trên hư không, nhìn Kim Thánh đối diện, Nghệ Phong đứng chắp tay, trong mắt mang theo mỉm cười. Mời, mặc dù bối phận của Kim Thánh so với Nghệ Phong lớn hơn không ít, nhưng lại không dám ra vẻ ta đây, thấy Nghệ Phong chủ động cho hắn mở đầu công kích, hắn cũng không từ chối, một quyền ẩn chứa 10 thành lực lượng, mang theo thuộc tính kim loại sắc bén, thẳng tắp oanh kích về phía Nghệ Phong. Dưới một quyền này, hư không tựa như trang giấy, mà nắm tay của Kim Thánh lại tựa như lợi khí kim loại, dễ dàng xé rách không gian. Nhìn một quyền thế như trẻ che này, đấu khí của Nghệ Phong từng vòng bao trùm lên trên đầu quyền, thẳng tắp công kích về phía đối phương. So với nắm tay của Kim Thánh, một quyền này của Nghệ Phong có vẻ cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn bị uy thế của Kim Thánh áp chế. Bất quá, mặc cho ai cũng sẽ không xem thường lực lượng một quyền này của nghệ phong đã tới tầng cấp như bọn họ đã không chỉ nhìn vẻ xinh đẹp bên ngoài mà đúng như mọi người đoán trước hai quyền thuật nhìn không cùng cấp bậc nhưng khi đụng nhau lại bắn ra vô số kinh khí khủng bố đồng thời hai người đều tự bay ngược lại lướt qua cự ly hơn trăm thước trên hư không lúc này thân ảnh mới đứng vững kim thánh lắc lắc cánh tay run rẩy nhìn nghệ phong cười ha ha nói ma thánh quả nhiên danh bất hư truyền không sử dụng pháp tắc chi lực lại có thể giao phong với quyền lực của ta hơn nữa còn mạnh hơn một bậc trên đại lục này có thể kỳ lạ như thế ngươi là người thứ nhất nghe kim thánh nói nghệ phong khẽ cười cười đáp lại người khích lệ ta nhiều lắm nếu kim thánh không biến đổi phương thức khích lệ khác mà nói bản thánh không có hứng thú nghe kim thánh cười nói phải không vậy bản thánh dùng thực lực đến ca ngợi ngươi nói xong ấn kết trong tay kim thánh điên cuồng biến đổi theo thủ ấn kim thánh chuyển động đồng thời nghệ phong cảm giác bốn phía gắn đầy kim loại toàn bộ không gian giống như lĩnh vực kim loại hoàn toàn bị kim loại bao vây một mảnh thiên địa này hóa thành lao lung kim loại ma thánh đây là tuyệt kỹ thành danh của bản thánh hóa thiên địa thành thế giới kim loại thiên địa do ta trưởng khống nếu ma thánh có thể phá một chiêu này mà lông tóc không tổn hại vậy bản thánh nhận thua kim thánh cười ha ha không ngờ vừa giao phong cùng nghệ phong hắn liền vận dụng tuyệt kỹ rất hiển nhiên tuyệt kỹ này khiến hắn mười phần đắc ý đám người yêu thánh chứng kiến kim thánh thi triển một chiêu này bọn họ cũng có chút ghé mắt một chiêu này của kim thánh cực kỳ khủng bố nghệ phong muốn phá vỡ một chiêu này rất khó lão gia hỏa này thật đúng là động thủ thật sự vừa ra tay là chiêu thức khủng bố như thế yêu thánh thì thầm một tiếng tần y nhìn không gian lập lòe kim quang kia không khỏi lo lắng hỏi yêu thánh nói tiền bối nghệ phong có thể phá vỡ hay không yêu thánh lắc lắc đầu nói không biết phải nhìn xem a à, bất quá dùng thực lực của nghệ phong cho dù phá không được một chiêu này kim thánh muốn đánh bại hắn cũng không thể nhiều nhất chỉ là kết quả ngang tay, bất quá, nghệ phong muốn ngồi lên trí tôn vị sẽ khó khăn hơn. Tần y nghe được yêu thánh nói như vậy, một tia yêu sầu trên đầu lông mày hoàn toàn tiêu tán. Có trí tôn vị hay không nàng không quan tâm, nàng càng quan tâm chính là an toàn của nghệ phong. Nghệ phong nhìn thế giới lóng lánh, hoàn toàn hóa thành kim loại, nghệ phong có thể cảm giác áp lực lớn lao truyền tới từ bốn phía, cổ áp lực này vô ảnh vô hình. Cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho nghệ phong có chút ngưng trọng, cẩn cẩn rực rực phòng ngự toàn thân mặc dù nghệ phong tự tin có thể tránh thoát đi ở thời điểm đối phương không đại thành một chiêu này nhưng mà nghệ phong muốn thử nghiệm uy lực của một chiêu này tự nhiên không rời đi ngược lại lẳng lặng ở trong thế giới đối phương khống chế đợi chiêu này của kim thánh đại thành kim thánh thấy nghệ phong như thế trong lòng hơi có chút tức giận ấn kết trên tay càng kết càng nhanh người đã không sợ chết vậy bản thánh gia tăng lực lượng kim thế giới thời gian thi triển càng lâu uy lực càng lớn chuyện được thực hiện bởi kênh chuyện tiên hiệp audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1759, Thắng Kim Thánh. Áp lực kim loại bốn phía càng lúc càng khủng bố, Nghệ Phong tùy ý oanh một quyền, chỉ là không gian chắc chắn lại chấn cánh tay Nghệ Phong có chút run lên. Điều này khiến đáy lòng Nghệ Phong có chút hoảng sợ. Dưới tình huống áp lực bốn phía tăng mạnh, ngũ hành chi lực của Nghệ Phong ngưng tụ khắp người hắn, ở bốn phía Nghệ Phong hợp thành một đại tuần hoàn, dưới tuần hoàn này, từng đạo lực lượng bị hắn hóa giải. Cùng lúc này, trên cánh tay Nghệ Phong bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, ngũ hành chi lực hội tụ trên cánh tay, lực lượng bắt đầu điên cuồng tăng lên, dưới dạng tăng lên này, nguyên bản thiên địa bị Kim Thánh khống chế cũng bắt đầu chấn động, có vẻ cực kỳ không ổn. Kim Thánh thấy lực lượng bộc phát trên thân quyền của Nghệ Phong, trong lòng cả kinh. Không biết Nghệ Phong sử dụng lực lượng như thế nào, cư nhiên có thể bộc phát uy thế khủng bố như thế trong khoảng thời gian ngắn. Kim Thánh hừ một tiếng, đấu khí trong cơ thể bạo phát, pháp tắc chi lực một mực khống chế một mảnh thiên địa này cùng lúc đó trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cây trường thương. Một khắc trường thương này xuất hiện, nguyên bản không gian chấn động trong nháy mắt ổn định lại, một cổ lực lượng vô ảnh vô hình trùng kích tới nghệ phong, điều này khiến cánh tay nghệ phong điên cuồng vung vẩy, ngăn cản từng đạo lực lượng công kích. Ma thánh, ta nhìn ngươi tiếp được chiêu này của ta như thế nào? Kim thánh giận dữ quát một tiếng, đột nhiên trường thương dơ lên, trong nháy mắt trường thương của kim thánh dơ lên, kim quang toàn bộ không gian tăng vọt, trói mắt đến cực điểm. Cùng lúc đó, ở không gian kim thánh khống chế, từng đạo năng lượng hội tụ trên trường thương trải rộng toàn bộ không gian, ở trong không gian, ngàn vạn thanh trường thương công kích vào nghệ phong. Nhanh, dưới một tiếng này, mấy vạn thanh trường thương mau chóng lao về phía nghệ phong, năng lượng hóa thành thực chất đâm vào nghệ phong, điều này khiến sắc mặt nghệ phong ngưng trọng, cũng không dám lơ là, chu tiên kiếm xuất hiện trong tay. Chu tiên kiếm, diệt cho bản thánh, nghệ phong giận quát một tiếng, ngũ hành chi lực ở trong chu tiên kiếm tạo thành một tuần hoàn cực lớn, bộc phát ra một kiếm kinh thiên, mau chóng quét về phía mấy vạn thanh trường thương này ở dưới một chiêu này tất cả ánh sáng đều bị quang mang của chu tiên kiếm che khuất ầm um, kiếm quang của chu tiên kiếm và năng lượng hội tụ trên trường thương của kim thánh giao phong với nhau bắn ra năng lượng khổng lồ phát tán trong hư không một chiêu này của kim thánh cũng bị chu tiên kiếm tiêu diệt kim thánh thấy một chiêu này của hắn bị hủy diệt không chút phật lòng ấn kết trong tay điên cuồng chuyển động như trước khi hắn biến đổi ấn kết trường thương trong hư không càng ngày càng nhiều đến cuối cùng lại có mấy vạn. Kim Thánh nhìn mấy vạn trường thương này, lại nhìn Nghệ Phong cười ha ha nói. Ma Thánh, bản Thánh nhìn ngươi tiếp vạn thương cùng phát này như thế nào? Đi, theo một tiếng quát của Kim Thánh, hư không tựa như mưa lưu tinh, vô số trường thương này lấy Nghệ Phong tâm điểm, mau chóng lao về phía Nghệ Phong, toàn bộ không gian ở dưới mấy vạn trường thương nà bay nhanh, kéo lê từng đạo vết nứt, toàn bộ không gian này hoàn toàn là thế giới trường thương, bất luận cái gì cũng không ngăn cản được quang mang của trường thương này nghệ phong nhìn mấy vạn trường thương đồng thời bay nhanh về phía hắn sắc mặt mạnh mẽ biến đổi nghệ phong quát to một tiếng lực lượng ngũ hành từ trong cơ thể bộc phát ra mau chóng hình thành một cơn gió lốc cực lớn chu tiên kiếm từ trong tay hắn bay ra ngoài sau đó chu tiên kiếm lơ lửng trước mặt nghệ phong ấn kết trong tay nghệ phong biến đổi đồng thời ngũ hành chi lực toàn thân bay nhanh ra chu tiên kiếm trận biến ảo vạn kiếm duy ngã độc tôn dưới tiếng gần của nghệ phong chu tiên kiếm bay lơ lửng ở trước mặt nghệ phong bắt đầu điên cuồng xoay tròn theo chu tiên kiếm xoay tròn từng đạo ảo ảnh phân hóa ra ảo ảnh phân hóa này trong nháy mắt bao vây bốn phía nghệ phong rất vững vàng ở bốn phía nghệ phong nghệ phong giống như dẫm đạp ở phía trên một kiếm trận ở bốn phía nghệ phong có vô số lợi kiếm xoay tròn một giọt nước cũng không lọt mà làm xong hết thảy chẳng qua là chuyện trong nháy mắt tại thời điểm làm xong những cái này chu tiên kiếm càng phân ra từng đạo huyễn kiếm tốc độ biến ảo khủng bố trong nháy mắt phân hóa ra vạn đạo kiếm quang ngươi xem bản thánh phá vạn thương cùng phát của ngươi như thế nào nghệ phong cười ha ha ngón tay một điểm nguyên bản ảo ảnh do chu tiên kiếm nguyễn hóa ra lúc này điên cuồng lao về phía những trường thương đang bắn tới nghệ phong vạn thương vạn kiếm đồng phát khiến một loạt trí tôn cùng hộ pháp ngốc trệ tại chỗ lúc này hư không thì còn lại kiếm và thương mật độ đao kiếm như thế này đủ để rung động nhân tâm ầm uhm, trong hư không bộc phát ra thanh âm đụng nhau khủng bố dưới cổ va chạm này không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ mà trường thương và lợi kiếm trong hư không sau khi va chạm liền biến thành kinh khí phát tán trong không gian. Kim Thánh nhìn nghệ phong huyễn hóa ra vạn kiếm công kích, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Ấn kết trong tay không ngừng hội tụ, muốn áp chế nghệ phong. Nghệ phong thấy đối phương như thế, hắn cũng hội tụ từng đạo lực lượng ngũ hành vào trong chu tiên kiếm, chu tiên kiếm ở trước người hắn xoay tròn điên cuồng. Vô số kiếm khí tách ra từ trong đó, biến ảo thành chu tiên kiếm bay nhanh đi. Hư không trở thành thế giới của kiếm và thương một đám trí tôn bài danh sau Kim Thánh thấy một màn như vậy, nguyên một đám kinh hãi trong lòng. Nghĩ thầm nghệ phong quả nhiên khủng bố, cư nhiên có thể sử dụng chiêu thức như thế ứng đối Kim Thánh. Một chiêu này của Kim Thánh từng để cho rất nhiều người trong bọn họ trùn bước. Kiêng kỵ không thôi đối với nó, ngược lại thật không ngờ, nghệ phong thì triển ra một chiêu biến ảo vạn kiếm gần giống nhau ngăn cản. Lúc này Kim Thánh cũng vô cùng rung động, trong hư không trường thương và lợi kiếm không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất, căn bản không làm gì được nghệ phong, chiêu thức trí cường này của hắn cư nhiên bị nghệ phong ngăn đỡ được. Bản thánh không tin, người có thể một mực ngăn cản. Một lần nữa ngưng cho bản thánh, kim thánh quát to một tiếng. Dưới loại tình huống như vậy, nghệ phong hừ lạnh một tiếng, ấn kết trong tay hắn cũng nhanh hơn vài phân, hội tụ ra vô số lực lượng, truyền vào trong chu tiên kiếm, theo nghệ phong truyền lực lượng, lực, lực lượng trong chu tiên kiếm càng xoay tròn, mau chóng chống đỡ được công kích của đối phương. Bản thánh ngược lại muốn nhìn, so về kéo dài đấu khí, trong các người ai có thể so với ta nghệ phong cười lạnh hai người nhìn như lực lượng ngang nhau nhưng người nào cũng biết loại va chạm tiêu hao cực lớn này xem chính là ai có thể kiên trì đến cuối cùng mà rất hiển nhiên nghệ phong có được ngũ hành chi lực người khác có thể so sánh như thế nào đừng nói kim thánh coi như là hai vị trí tôn tà tiên trên phương diện này cũng kém nghệ phong quá xa quả nhiên coi như là trí tôn thi triển chiêu thức khủng bố như thế cũng không thể duy trì liên tục trong thời gian quá lâu sau một hồi va chạm kim thánh dần dần xuất hiện tình trạng suy yếu. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, hư lạnh một tiếng phẫn nộ quát. Phá cho bản thánh, trong tiếng gầm lên của Nghệ Phong, Chu tiên kiếm từ trước người bay nhanh ra, mang theo uy thế không thể ngăn cản, một kiếm thẳng tắp đánh về phía kim thánh. Kim thánh nhìn Chu tiên kiếm bay nhanh đến, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian dùng trường thương đón đỡ. Keng, trong một tiếng va chạm, toàn bộ hư không lâm vào trong tĩnh mịch. Nguyên một đám trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.